cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 1561, chẳng có chuyện gì. Bắt đầu bĩu môi một cái, mở miệng tố cáo, phong tỷ, tỷ gạt người. Tỷ chính là vẫn chưa từ bỏ ý định đối với kỷ hoàng và tu la chủ. Thất tinh mặt không đổi sắc mở miệng, những thứ này nếu như phong tỷ không thích, tụi đệ có thể tiếp tục tìm. Diệp oản oản giận đến phát điên, hai cái tên cún con này, đã nói hoài rồi mà không nghe, bắt đầu để cho mười mấy người kia đi ra ngoài trước, sau đó cũng chưa từ bỏ ý định nói thêm, phong tỷ, chính là sợ tỷ không hài lòng, nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đều đang ở trên đường. Đệ nhất định sẽ tìm được người làm cho tỷ ưng ý. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, vô lực mở miệng, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, trước đó thật chỉ là buồn chán vui đùa một chút, tôi thật sự đối với kỷ hoàng và tu la chủ không hề có chút mảy may ý tứ nào, ok. Thật sao, bắt đầu hiển nhiên không tin, vậy sao tỷ còn tặng cho kỳ hoàng 999 đóa hoa hồng trắng trước mặt mọi người, lại còn hẹn kỳ hoàng ăn tối trong ánh nến lung linh, xong rồi hơn nửa đêm lại còn leo tường lèn vào trang viên hội nghị của Atula gặp Tu La Chủ, lúc trở về trên người còn mặc quần áo của Tu La Chủ. Diệp Oản Oản căn bản không kịp ngăn cản, bắt đầu đã bô lô ba la một trận, nói vẹt ra tất cả. Diệp Oản Oản hồn phi phách tán, vội vàng hướng về phía chiếc tủ lớn nhìn một cái, sau đó hung tợn chừng bắt đầu bắc, đầu, con, nghịa, cậu. Trời má, lại có thể bán đứng nàng như vậy. Vào giờ phút này, trong tủ. Bên trong ánh sáng mờ mờ, ánh mắt của hai người đàn ông bằng một tốc độ ánh sáng cứ như vậy quấn quyết lấy nhau. Hiệu quả cách âm của chiếc tủ cũng tạm được, chỉ cần âm thanh không phải là quá lớn, ở bên ngoài cũng không nghe được. Không gian chật hẹp khó khăn lắm mới có thể chứa đựng được hai người, kỳ tu nhiễm nghiêng người dựa vào tư dạ hàn, lãnh đạm mở miệng cười, lại gặp mặt thật hân hạnh. Ánh mắt chàng trai lãnh đạm thở ơ, kỷ hoàng, định lực tốt. Audio điện tử võ tấn bền Đêm hôm khuya khoác, ở trong nhà vị hôn thê gặp phải một gã đàn ông khác núp ở trong tủ cũng có thể bình tĩnh như vậy, còn không phải là định lực tốt sao. Kỳ tu nhiếm cười một tiếng, quá khen, ta chẳng qua chỉ là tin tưởng tiểu phong. Ngữ khí của anh ta lạnh nhạt nhưng tự tin, khiến cho khuôn mặt vốn lạnh lẽo của chàng trai nhất thời càng âm trầm thêm vài phần nam nhân mặt không chút thay đổi nói xem ra lý giải của kỷ hoàng đối với nàng cũng không gì hơn thế này ha ha kỷ tu nhiễm lãnh đạm cười nhẹ như mây gió nhìn tu la chủ tu la chủ nói ra những lời ấy hiển nhiên là cũng không hiểu kỷ mỗ rồi nghe câu này tư giả dạ hàn mặt không cảm xúc ta nghĩ ta đối với kỷ hoàng ngươi cũng không có hứng thú tìm hiểu phải không khóe miệng kỳ tu nhiễm hơi hơi dương lên, người sẽ có. Cùng lúc đó, ngoài tủ, Diệp Oản Oản đang cố gắng ngăn cản, cái miệng hở của bắc đầu, cắn răng nghiến lợi nói, dĩ nhiên là sự thực. Cậu không thấy yến hội tối nay cả hai người đó đều có mặt, nhưng tôi vẫn an an phận phận, không hề làm một cái gì sao. Chỉ là nhân lúc không có ai làm một ít chuyện. a à, bắt đầu gãi đầu một cái, phong tỉ, tỉ muốn ngủ với tu la chủ và kỳ hoàng, chuyện này có thể lý giải được. Chỉ bất quá, hai người kia đều không phải là loại người dễ trêu như vậy, tỷ nói xem đến lúc đó tỷ làm ô nhục thân thể trong sạch của tu la chủ và kỳ hoàng, lại không nguyện ý chịu trách nhiệm, đến lúc đó hai người bọn họ nổi trận lôi đình, làm thịt không sợ minh chúng ta thì sao? Chuyện này không dễ đỡ. Hơn nữa, thanh danh của phong tỷ, đến lúc đó cũng thúi hoác cho mà xem. Diệp Oản Oản, ngươi, nói nhảm gì đó, tôi và Kỳ Hoàng cùng tu la chủ, chẳng có chuyện gì. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Có thật không, bắt đầu mặt đầy vẻ không tin. Thấy thần sắc hai người dao động, Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng, hai người các cậu hiểu tôi rõ như vậy, còn không biết tính tôi sao. Khẩu vị của tôi đều luôn luôn thay đổi rất nhanh, tại sao lại có thể tiêu tốn nhiều thời gian như vậy cho cùng một người. Coi như trước đó đối với hai vị kia quả thật có chút ý tứ, nhưng thời gian dài cũng chỉ như vậy mà thôi. Hai người trong tù chương 1562, quả thực là trốn tu la địa ngục. Cái này quả thật là đúng nha, bắt đầu gật đầu một cái, nhìn biểu cảm của thất tinh cũng có vẻ trần chờ Bạch Phong thật đúng là có tính tình như vậy sao? Thấy chính mình đoán đúng rồi, Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng, đúng không, đúng không? Kỳ Hoàng và Tu La Chủ coi như là dễ nhìn đi nữa, nhưng nhìn nhiều rồi cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong ngăn tủ, hai người đàn ông nhìn nhau một cái đầy say đắm, Đúng không, bắt đầu gật đầu liên tục, Phong Tỷ, hai người kia tuy là đẹp mắt, nhưng quả thật là đem lại áp lực lớn lắm đấy. Phong Tỷ hãy nhìn mấy cậu trai bao này mà xem, chật chật, bộ dáng cũng không kém, thật ra nếu như tắt đèn thì cũng đều không sai biệt lắm. Hơn nữa, Tỷ muốn thế nào thì có thế đó, không có chút áp lực trong lòng nha. Phong Tỷ, Tỷ nói xem đúng không? Rồi rồi rồi, tôi ngày hôm nay không có hứng thú, lần sau, lần sau đi ha. Diệp Oản Oản liên tục vẫy tay, muốn để cho thất tinh và bắt đầu dẫn, đội quân trai bao của bọn họ cút đi. À, phong tỷ, tỷ thật sự không muốn, còn có nhóm thứ hai đấy, nhóm kia có giá trị nhan sắc cao hơn, bắt đầu vội vàng nói. Đừng, tôi không phải đã nói lần sau sao, các cậu nhanh lên một chút, về nhà nghỉ ngơi đi thôi, Diệp Oản Oản cắn răng, cái giày thối này làm sao lại nghe không hiểu tiếng người vậy hả? mắt thấy bác đấu và thất tinh rốt cuộc đã sắp bị thuyết phục rồi. Một giây kế tiếp, huynh, một tiếng, hướng chiếc tủ lớn sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền thấy, chiếc chốt cửa tủ, keng, một cái rơi xuống đất, cửa tủ bị người ta từ bên trong đẩy ra, chia năm xẻ bảy rớt xuống đất. Mà kỳ hoàng và tu la chủ, cứ như vậy, cùng nhau, đi ra khỏi tủ. Trong nháy mắt khi chuyện này lộ ra. Diệp Oản Oản cảm thấy đỉnh đầu của mình như có chín tia sét đang giáng thẳng xuống. Bắt đầu trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hai người sống sờ sờ đột nhiên từ trong ngăn tủ đi ra, ly trà trong tay loảng xoảng rớt xuống đất, nước trà trong miệng không một chút cảm giác nào từ nơi khóe miệng chảy xuống. Thất tinh cũng là một bộ dáng chố mắt nghẹn học, nhìn chằm chằm hai người kia, hoàn toàn thẫn thờ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà, kinh hãi nhất vẫn là Diệp Oản Oản. Ông trời ơi, hai người các anh, tại sao lại xuất hiện? Nếu như nàng không nhìn lầm, hai người này hẳn không phải là ở bên trong đánh nhau, ngoài ý muốn phá hư cửa tủ, mà là đồng thời đưa tay phá vỡ cửa tủ đấy. Kỳ Hoàng nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ mở miệng cười, xin lỗi, trong tủ có chút oi bức, nhất thời khó nhịn được. Chỉ vì vậy, quỷ mới tin có được không? Hơn nữa đây là trọng điểm sao? Mà tu la chủ lại ung dung thong thả sửa sang lại ống tay áo, phụ họa một tiếng, ừm. Diệp Oản Oản, tôi không có não mới đi tin các anh. Cứ như vậy, Diệp Oản Oản trước đó một giây còn đang nói mình đối với kỷ Hoàng và Tu La Chủ hoàn toàn không có hứng thú nữa rồi. Mà một giây kế tiếp, bắt đấu và thất tinh liền thấy kỷ Hoàng và Tu La Chủ sống sờ sờ cùng nhau từ trong tủ nhà nàng đi ra. Hơn nữa, Tu La Chủ luôn luôn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ theo phong cách cấm dục, giờ phút này hai cái cúc áo nơi ngực bị banh ra, rõ ràng quần áo có chút sốc xếch. Hình ảnh này, quả thực là trốn tu la địa ngục. Lại còn nói không đi gây chuyện đấy. Lại còn nói Mỹ sắc đều là gió thoảng mây bay đấy. Lại còn nói đối với kỳ hoàng và tu la chủ không có hứng thú đấy. Nhìn chăm chú hai vị đại lão trước mặt, bắt đầu run lên bần bật trong vô thức, vội vàng lau nước trà từ trong mép chảy ra, soạt một cái đứng lên, đứng nghiêm như trào cờ đầu tuần, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, lại có cảm giác ánh mắt hai vị này nhìn hắn lại có chút dọa người. Hắn làm gì sai sao? Hắn cái gì cũng không biết à nha. Ngay cả thất tinh luôn luôn trầm ổn, khi nhìn chăm chú một màn trước mắt này cũng thẫn thờ, mấp máy miệng, cuối cùng cả nửa ngày cũng đều không nói nên lời. Diệp oản oản đỡ lấy chán, một bộ biểu tình sống không bằng chết. Trường 1563, ai trên ai dưới? Giờ phút này, Diệp oản oản không khỏi nâng chán, chuyện gì thế này hả trời, nàng rốt cuộc đã tạo ra cái nhiệt gì? Sự kinh ngạc trên mặt bác đầu dần dần tản đi, tay phải nâng cầm lên, một đôi mắt không ngừng quan sát khắp người tu la chủ và kỳ tu nhiễm, trong mắt lóe lên một tia sáng đầy thâm ý khác. Khó trách, nếu như vậy thì cũng đã thông rồi, bác đầu lầm bẩm trong miệng. Nghe câu này của bác đầu, thất tinh hơi sững sờ, hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa trong lời của bác đầu cái gì mà gọi là cũng đã thông rồi hả khó trách kỳ hoàng đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ gần nữ sắc vị tu la chủ này cũng cả ngày lạnh như băng bên người cũng không hề có nữ nhân bắt đầu đem thất tinh kéo sang một bên sắc mặt nghiêm túc xong rồi thích hai người chúng ta tới không đúng lúc chút nào chúng ta có thể nào sẽ bị diệt khẩu hay không diệt khẩu thất tinh mặt đầy ngơ ngác bọn họ làm chuyện gì mà phải bị diệt khẩu lão thất não cậu có phải là bị nước vào rồi hay không? Cậu ngày thường không phải là rất thông minh sao, hiện tại chuyện đã rõ ràng như vậy, cậu còn chưa thấy rõ sao? Bắt đầu tận lực hạ thấp giọng. Có ý gì, thất tinh mặt không cảm xúc. Ngu si, bắt đầu trợn mắt nhìn thất tinh một cái, thế này còn không rõ ràng sao, cậu ngẫm lại xem đi. Kỳ hoàng và vị tu la chủ kia, chưa bao giờ gần nữ sắc. Hôm nay lại trốn ở trong ngăn tủ nhà phong tỷ, hai người còn quần áo xốc xếch mới vừa rồi kỳ hoàng còn nói cái gì đó. Anh ta nói nóng, nếu như không phải là hai người ôm nhau ở chung một chỗ, làm sao lại có thể nóng. Bác đầu vừa dứt tiếng, chân mày thất tinh hơi hơi nhíu lại. Nói thế này nghe tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhưng lại khó mà xác định được. Nếu như theo ý của bác đầu, kỳ hoàng và tu la chủ là loại quan hệ, đó, đi tìm một chỗ kín đáo là được rồi, vì sao lại phải nhất định chạy đến nhà của phong tỷ. Chỉ bất quá, hai người kia vô duyên vô cớ núp ở bên trong ngăn tủ, thậm chí tu la chủ quần áo xốc sách, chuyện này đích xác có chút khó nói. Chính ngay cả thất tinh cũng không thể nào hiểu được. Xong đời rồi, khó trách phong tỷ và kỳ hoàng, còn có tu la chủ, lại gần gũi nhau như vậy. Phong tỷ nói là đối với kỳ hoàng và tu la chủ có ý tứ. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là vì muốn che giấu giúp cho quan hệ giữa kỳ hoàng và tu la chủ đấy. Còn nữa, tu la chủ và kỳ hoàng bề ngoài như nước lửa, Nhất định cũng là cố ý ngụy trang cho mọi người độc lập châu thấy mà thôi. Khó trách hai người bọn họ lần trước lại đánh nhau tại thẩm gia. Hí hí, tất cả đều là diễn cả đấy." Bác Đầu nói chắc như đinh đóng cột, mặt đầy vẻ khẳng định, dường như vừa phát hiện ra được bí mật động trời nào đó. "Lão Thất, cậu nói xem, Kỷ Hoàng và Tu La chủ, ai trên ai dưới nhỉ?" Bác Đầu nhìn về phía Thất Tinh. "Thất Tinh, cậu đừng thấy Kỷ Hoàng hiền lành lịch sự, Tu La chủ lãnh nhược băng sơn." tôi thấy, nói không chừng là kỳ hoàng nằm trên, bắt đầu đem thanh âm đè thấp. Các cậu đi trước đi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía bắt đầu và thất tinh cách đó không xa đang xì xào bàn tán, bất đắc dĩ mở miệng. Đi, đi cái gì hả, Phong Tỷ, chuyện này chính là Tỷ không đúng, làm người cũng phải có ánh mắt nhìn chứ. Phong Tỷ à, Tỷ cũng quá là không có nhãn lực rồi. Lúc này, bắt đầu tiến lên, giữ lại cánh tay của Diệp Oản Oản, không chịu buông, Dẫn theo Diệp oản oản đi ra khỏi phòng. Có đúng hay không, kỳ hoàng, tu la chủ, phòng tỉ nhà chúng tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Các anh cứ chơi, chúng tôi không gấp, các anh cứ tùy tiện chơi, muốn chơi tư thế nào thì chơi thế ấy. Chờ chơi xong rồi, chơi thỏa thích hẳn đi ra. Mệt mỏi một chút cũng không sao, nếu như mệt quá, đến lúc đó tôi lái xe chở các anh về. Bắt đầu nói xong, cạch một tiếng, trong nháy mắt đem cửa phòng đóng sầm lại. Chương 1564, cảm giác quái lạ chỗ nào. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng ở ngoài phòng, mặt đầy mộng bức. Cái gã bắt Đầu này, mới vừa rồi rốt cuộc nói gì vậy? Phong Tỷ, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, bắt Đầu đi tới bên người Diệp Oản Oản, thành khẩn nói, "Phong Tỷ, đây cũng không phải là đệ trách tỷ đâu." Tỷ nói tỷ rõ ràng đối với Kỷ Hoàng và Tu La chủ không có hứng thú, tỷ làm sao lại không nói sớm cho đệ chứ? Coi như tỷ phát hiện bí mật của hai người bọn họ, tỷ có thể lừa gạt lão thất, nhưng tỷ cũng không cần lừa gạt đệ mà. Miệng của đệ tỷ còn không biết sao, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nói lung tung. Diệp Oản Oản Phong tỷ, lần sau phải để ý một chút, kỳ hoàng và tu la chủ người ta bên nhau ân ân ái ái, thời điểm hôn nhau đến nóng bỏng nồng nàn rồi, tỷ phải tránh xa xa một chút. Chuyện không liên quan đến tỷ, đừng làm kỳ đà cản mũi người ta. Bắt đầu không ngừng lại nhảy trong miệng lão thất, miệng cậu quá không kín đáo. Những chuyện này, ngàn vạn lần không nên nói ra bên ngoài, chúng ta biết là được. Lúc này, bắt đầu hướng về thất tinh dặn dò. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục mở miệng, két một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Trên mặt kỳ tu nhiễm là nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi từ bên trong phòng ngủ đi ra, chợt, tu la chủ cũng theo đó rời khỏi phòng. Nhanh như vậy, thấy hai người xuất hiện, bắt đầu hơi sững sờ. Khi, đừng khách khí mà, cứ tùy tiện chơi, coi như nhà mình. Bắt đầu luôn miệng cười nói, trong lòng cho rằng, có thể là hai vị lão gia này cảm thấy không tiện lắm. Chơi thật đã, kỳ tu nhiễm nhìn về phía bắt đầu, thấp giọng cười nói. Đúng đúng đúng, kỳ hoàng ngài nói đã là được rồi, thời gian dài ngắn không quan trọng. Quan trọng chính là vui vẻ, chơi vui vẻ mới quan trọng. Dứt lời, bắt đầu nhìn về phía thất tinh, lão thất, cậu nói xem tôi nói có đúng không? thần sắc thất tinh có chút lúng túng, răng môi hé mở, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu cũng không thể nói ra. Bạch Minh Chủ, tối nay trò chuyện với nhau thật vui, chờ có thêm chút thời gian, ban đêm tôi lại tới thăm. Tu La Chủ hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cắn răng, ngậm miệng không nói gì. Tu La Chủ nói xong, nhàn nhạt nhìn lướt qua kỳ tu nhiễm, chợt nhanh chân rời khỏi nhà ma. Tu La Chủ thường tới nha, cứ xem như đây là nhà mình, muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy, ngàn vạn lần không nên khách khí. Thất tinh chạy tới trước cửa, nhìn theo bóng lưng tu la chủ rời xa, luôn miệng hô. Diệp Oản Oản, ngươi con miệng nó. Hai vị, tôi muốn trò chuyện riêng cùng phong tỷ của các cậu một chút. Giờ phút này, kỳ tu nhiễm nhìn về phía bắt đầu, thấp giọng cười nói. Hả, bắt đầu sừng sốt một chút, kỳ hoàng, tôi và lão thất tìm một vài người có giá trị nhan sắc không tệ, t r u i n u l l v n muốn giúp phong tỷ giải trừ tác dụng phụ của loại cổ độc kia. Chỉ bằng chờ phong tỷ giải độc xong lại nói chuyện, thế nào? Diệp Oản Oản, tôi còn miệng nó có phải là đã nói với cậu là không cần rồi hay không? Dưới tình huống Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cũng buông lời chửi tục. À, được rồi, phong tỷ, vậy, vậy đợi khi nào tỷ có hứng thú lại nói tiếp, tỷ và kỳ hoàng trò chuyện trước đi, đệ và lão thất đi trước bắt đầu nói xong dẫn theo bọn đàn ông đầu không ngoảnh lại rời khỏi nhà ma xin lỗi đã quấy giày thất tinh hướng diệp oản oản và kỳ tu nhiễm ấy nấy mở miệng sau đó cũng đi theo sau lưng bắt đầu rời đi vào giờ phút này bên trong biệt thự lớn như vậy cũng chỉ còn lại có kỳ tu nhiễm và diệp oản oản hai người diệp oản oản thấy mặt kỳ hoàng có vẻ không việc gì lúc này ngồi cũng không xong đứng cũng không được Người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chính mình đây coi như là vừa bị bắt gian tại trận sao? Làm sao có cảm giác quái lạ chỗ nào? Tiểu Phong, Kỳ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói, "Pha một bình trà đi." Chương 1565, Hạ Hỏa. Pha trà, ơ. Diệp Oản Oản xoay người đi về phía phòng khách, chỉ chốc lát sau, ngồi ở chỗ pha trà, giúp Kỳ Tu Nhiễm châm một ly trà. Sau đó không lâu, Kỳ Tu Nhiễm đem ly nước trà uống một hơi cạn sạch. Hơn nửa đêm, uống trà làm gì? Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, có chút không hiểu. "Hạ Hỏa." Kỳ Tu Nhiễm cười nhạt. "Diệp Oản Oản, chúng ta có thể đừng cười nữa được không? Nổi giận cũng được mà, cười như vậy tôi thấy sợ đấy." "Tu Nhiễm, anh nghe tôi giải thích một chút, chuyện ngày hôm nay không phải là như anh nghĩ, Tu La chủ là tới." "Là tới? Đúng rồi, là tới tìm tôi nói chuyện hợp tác." Diệp Oản Oản tỏ vẻ đầy ngay thẳng mở miệng nói, "Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm căn bản cũng không tiếp lời, cười nhạt nói, tôi cùng với một vị huấn luyện viên của học viện Xích Diễm có chút ân tình. Trước đó vài ngày cũng đã cùng chào hỏi, em có thể đến học viện Xích Diễm." "Đi đến học viện Xích Diễm?" Nghe câu này của Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. "Ồ, không phải là sắp nói về chuyện giữa mình và Tu La chủ sao, làm sao lại đột ngột lôi ra học viện Xích Diễm?" "Còn nữa," đang êm đang đẹp, kỳ tu nhiễm bảo mình đi học viện xích diễm làm cái gì, làm huấn luyện viên sao? Tu nhiễm, tôi đi học viện xích diễm để làm cái gì? Diệp Oản Oản không hiểu. Đi cho biết, kỳ tu nhiễm cười nói. Diệp Oản Oản, tuy nói, mình đích xác là có dự định muốn đi học viện xích diễm. Vị lão viện trưởng kia, nếu như nguyện ý trợ giúp mình, có lẽ, nàng có khả năng có thể khôi phục lại ký ức. Chỉ bất quá, mình dù sao cũng là minh chủ không sợ minh. Với bối cảnh của học viện xích diếm, căn bản là không có khả năng sẽ chào đón không sợ minh, đừng nói chi là vị lão viện trưởng kia sẽ đồng ý xuất thủ tương trợ. Đây là thư tiến cử, sau khi đến học viện xích diếm, đem thư tiến cử của tôi lấy ra là được rồi. Kỳ tu nhiễm nói xong, không biết từ chỗ nào lấy ra một phong thư, đưa cho Diệp Oản Oản. Được rồi, Diệp Oản Oản nhận lấy phong thư tuy nói không biết cái gã kỳ tu nhiễm này rốt cuộc có ý gì nhưng học viện xích diễm mình đích xác là phải đi đang giàu không đi được đây kỳ tu nhiễm cũng quá tốt đi mà tôi lấy danh nghĩa gì đi học viện xích diễm diệp oản oản hiếu kỳ hỏi học viên mới kỳ tu nhiễm trả lời diệp oản oản lại đi làm học sinh nàng đã chán nản bầu không khí học đường rồi có được hay không không bao giờ muốn đến trường học nữa trừ phi là đi làm giáo viên Tu Nhiễm, anh để cho Không Sợ Minh Chủ đến học viện Xích Diễm làm học viên. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, tôi thì cũng không sao, nhưng mà Không Sợ Minh từ trên xuống dưới, sợ rằng đều sẽ không chấp nhận. Không bằng anh cho tôi đi làm huấn luyện viên hay giáo viên gì gì đó. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, Kỳ Tu Nhiễm lại lắc đầu một cái, huấn luyện viên của học viện Xích diếm, đều là từ học viên thăng cấp lên. Đừng nói chi là em, dù cho là tôi muốn đến tam đại học viện làm huấn luyện viên cũng hết sức khó khăn. Hơn nữa, em không cần lấy thân phận của minh chủ không sợ minh để đi, đổi một thân phận khác là được rồi. Diệp Oản Oản, lại đổi thân phận. Thích, tôi chợt nhớ ra, công việc của không sợ minh gần đây hơi bận rộn. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Ồ, kỳ tu nhiếm có thầm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, đã như vậy, vậy chi bằng tôi và em trò chuyện một chút về chuyện giữa em và tu la chủ, như thế nào? Kỳ tu nhiễm vừa dứt lời, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên cười một tiếng, tu nhiễm. Thật ra thì tôi sớm đã muốn đến học viện xích diễm một lần cho biết. Tôi nhất định sẽ đi. Ừm, kỳ tu nhiễm khẽ vuốt cằm. Diệp Oản Oản, kỳ tu nhiễm, xem như anh ác. Đêm đã khuya, vậy không quấy dày nữa, nhớ nghỉ ngơi sớm. Kỳ tu nhiễm không nhanh không chậm đứng dậy, sau khi cáo biệt cùng với Diệp Oản Oản xong mới xoay người rời đi. Chương 1566, diễn không tệ nha. Chờ sau khi kỳ tu nhiễm hoàn toàn rời đi, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm nay là đóng phim sao, có cần máu chó như vậy hay không? Rất nhanh, Diệp Oản Oản trở lại trong phòng ngủ của mình. Đại Bạch nằm ở trên giường, đang nghiêng mắt nhìn hướng về Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đứng ở mép giường, hung hăng trợn mắt nhìn Đại Bạch, "Đại Bạch, diễn không tệ nha." Nghe tiếng đại bạch quay đầu đi không nhìn ra đại bảo bối thật biết diễn nha sau này ngươi và tiểu hắc cùng phối hợp trở về hoa quốc ta đem các ngươi đi đóng phim không biết sẽ có mùi vị như thế nào diệp oản oản ngồi lên giường ôm lấy đầu của đại bạch đặt ở trên đùi của mình nghe tiếng birus bỗng nhiên từ trên mặt đất bật người dậy nghe thấy diệp oản oản mới vừa kêu tên của nó đại bạch không nói tiếng nào thỉnh thoảng len lén quan sát diệp oản oản đầy lấm lét một đêm yên lặng, hôm sau lúc sáng sớm tinh mơ, Diệp Oản Oản sau khi đem công việc của không sợ minh giải quyết xong, lái xe tạt vào nhiếp khu, đi tới nhiếp ra. Còn không chờ vào cửa chính nhiếp ra, nhiếp vô danh đã vô cùng lo lắng chạy ra. Hữu danh muội muội nhìn thấy Diệp Oản Oản, nhiếp vô danh sững sờ, chợt mặt đầy thần bí nói, Hữu danh muội muội không hay rồi, độc lập châu xảy ra một đại sự. Đại sự, Diệp Oản Oản nhìn về phía nhiếp vô danh mặt đầy thần bí, có chút không giải thích được, lại có thể có chuyện đại sự gì. Sao vậy? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe câu này, nhiếp vô danh nhìn chung quanh một lần, chợt hạ giọng, nói, hữu danh muội muội, đây chính là bí mật động trời. Hơn nữa, có quan hệ rất to lớn đối với cô. Diệp Oản Oản, vậy anh còn không mau nói nhanh đi, còn ra vẻ thần bí. Hữu danh muội muội, cô cũng biết, tôi dù lớn nhỏ gì cũng là một ông chủ, chính là người chuyên mua đi bán lại tin tức. Cô xem, loại tin tức quan trọng này, hơn nữa có liên quan tới cô, có phải là nên? Nhiếp vô danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, xoa xoa đôi bàn tay. Ồ, vậy anh khỏi cần nói, tôi không có hứng thú biết. Diệp Oản Oản vượt qua nhiếp vô danh, liền muốn đi vào bên trong nhiếp ra. Đừng mà em gái thân yêu, nhiếp vô danh vội vàng tiến lên, ngăn Diệp Oản Oản lại, tôi cho cô biết, tuyệt đối là tin tức có giá trị, tôi có lúc nào từng đào hố lửa cô chưa? Diệp Oản Oản, có bao giờ anh không hố tôi đâu. Nhiếp vô danh, lần này bảo đảm là sự thật đấy. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản thở dài, từ bên trong túi sách lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá vài trăm tệ, đưa cho nhiếp vô danh, nếu như tôi không hài lòng, tôi ngày hôm nay liền đánh chết anh. Nhiếp vô danh đắc ý đem tiền giấy bỏ vào trong ngực, chợt mặt đầy thần bí, hữu danh muội muội. thời điểm chúng ta tại yến hội thẩm ra. Tôi gặp được người bạn trai kia của cô, tư giả hàn rồi. Diệp Oản Oản, đây chính là bí mật động trời của Độc Lập Châu. Hơn nữa, bạn trai cô lại còn là tu la chủ, mặc dù cậu ta không thừa nhận, nhưng tôi thấy rất giống. Coi như không phải là bạn trai cô thì ít gì cũng là anh trai ruột hoặc là em trai ruột. Nói không chừng cũng có thể là cha ruột. Diệp Oản Oản, còn nữa, cô biết không, cái gã tu la chủ đó lại có thể lại có thể thích đàn ông, còn có kỳ tu nhiễm nữa cô nói xem tu nhiễm tại sao lại là thứ người như vậy, lại có thể cùng tu la chủ có một chân. Hai người kia, làm bậy rồi, nhiếp vô danh mặt đầy vẻ vô cùng đau đớn, liên tục lắc đầu. Chân mày diệp oản oản hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, anh nói kỳ tu nhiễm và tu la chủ là loại quan hệ đó. Đúng đúng đúng, nhiếp vô danh nói, chính xác 100%, tuyệt đối là sự thực đấy. Anh từ đâu nghe nói, trong lòng Diệp Oản Oản có một loại dự cảm có điểm chẳng lành. À, bắt đầu lão đệ nói, nhiếp vô danh cười hô hô, nói tôi tin cậu ta. chương 1567, có ai biết giám định hay không? Diệp Oản Oản lườm nhiếp vô danh một cái, biết ngay mà, trong mõm chó không mọc ra được nào voi. Thế nào, hữu danh muội muội tin tức này, đã đủ bùng nổ chứ? Hẳn là đáng từng đồng xu các bạc, nhiếp vô danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, luôn mồm luôn miệng. Tốt rồi, tốt rồi, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản khẽ than thở một tiếng, chợt vòng qua nhiếp vô danh, nhanh chân đi vào bên trong nhiếp ra. Hôm nay, nhiếp phu nhân và nhiếp linh lung, nhiếp vô yêu, ba người, cũng không có mặt ở nhiếp phủ. Diệp Oản Oản xe chạy quen đường, đi tới phòng ngủ của đường đường. Mẹ, nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, đường đường ánh mắt sáng lên. Tối hôm qua, Diệp Oản Oản bởi vì đã hẹn gặp tu la chủ, cho nên cũng không quay trở lại nhiếp ra. Đường đường, mẹ mang cho con điểm tâm sáng. Diệp Oản Oản mở hộp đồ ăn ra, chuyển tới bên cạnh đường đường. Cảm ơn mẹ, đường đường nhận lấy hộp đồ ăn, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, đường đường liền nói, mẹ, chuyện mẹ bảo con làm, con đã làm xong xuôi. Đường đường nói xong, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ một bên, đặt ở cạnh Diệp Oản Oản diệp oản oản thận trọng mở hộp ra là mấy sợi tóc màu đen đường đường làm rất tốt mẹ con có phát hiện không diệp oản oản thấp giọng mở miệng không có đường đường lắc đầu một cái lại nói mẹ mẹ muốn tóc của người mẹ kia rốt cuộc là để làm cái gì nghe đường đường hỏi vậy chân mày diệp oản oản hơi hơi nhíu lại về phần tại sao nàng tự nhiên không thể nói rõ cho đường đường biết được nếu như cái thân phận của cô nàng, nhiếp vô ưu đó, đích xác là giả cũng còn đỡ, nhưng nếu như lỡ đâu là thật, mình bảo đường đường làm như vậy, không phải là làm bậy sao. Đường đường, mẹ tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con. Còn có chuyện của nhiếp ra, con có tin tưởng mẹ không? Diệp oản oản nhìn về phía đường đường, nhẹ giọng hỏi. Lúc này, đường đường không chút do so dự gật đầu một cái, con tin tưởng mẹ. Sau khi rời khỏi nhiếp ra, Diệp Oản Oản cầm lấy chiếc hộp có cất giữ mấy sợi tóc của Nhiếp Vô Ưu, chuẩn bị đi tìm một cơ quan giám định. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, lại luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhiếp gia là khái niệm gì? Chính là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thật sự là một kẻ giả mạo, Nhiếp gia không có khả năng không tra ra được. Hơn nữa, Độc Lập Châu có nhiều cơ quan giám định như vậy, Nhiếp gia sau khi tìm ra, Nhiếp Vô Ưu không có khả năng không đi làm giám định lần nữa. Nếu như là giả, nhất định đã có thể giám định ra. Nhưng nếu như giám định cho ra kết quả là thật, vậy cũng đủ để chứng minh hai vấn đề. Thứ nhất, nhiếp vội yêu này đích xác là thứ thiệt, không có bất cứ vấn đề gì. Thứ hai, nhiếp vội yêu là giả mạo, nhưng quyền thế lớn, làm cho người ta hoảng sợ, có thể khiến cho cơ quan giám định của độc lập châu nói dối, từ đó làm giả kết quả, lấy hàng giả để đánh cháo nếu như tự lấy tóc của đường đường và nhiếp vô ưu đi giám định, vô cùng có khả năng sẽ bứt dây động rừng. Sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Dĩ nhiên, theo Diệp Oản Oản, có lẽ, cái cô nàng nhiếp vô ưu kia là thật, dịch thủy hàn chẳng qua là hơi đa nghi một chút. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản đã đáp ứng với dịch thủy hàn, nhất định phải làm. Sau khi trở lại không sợ minh, Diệp Oản Oản gọi thất tinh và bắt đầu hai người tới. Bắt đầu thấy Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, nửa chữ cũng không nói, trong lòng có chút suy nhược, không biết có phải là bởi vì miệng của chính mình đã hơi lớn một chút hay không. Phong tỷ, tối hôm qua, bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, mới vừa muốn mở miệng nói gì đó, đã bị Diệp Oản Oản lên tiếng cắt ngang. Trong không sợ minh, có ai biết giám định hay không? Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, nhìn về phía thất tinh và bắt đầu. Trường 1568, giám định người thân. Có, bắt đầu vội vàng nói, phong tỷ, để biết, dám định cái gì, đồ cổ hay là ngọc thạch, về phương diện này để có chút thành tựu. Đối với cái này, thất tinh lại không hề phản bác. Bắt đầu không chỉ là có thành tựu đối với phương diện này, hơn nữa còn tinh thông ngôn ngữ mười mấy quốc gia. Năm đó, thời điểm không sợ minh cùng thế lực nước khác giao thiệp, rất nhiều dịp đều cần bắt đầu ra mặt đảm nhiệm vị trí phiên dịch. Vậy, dám định người thân thì sao? Diệp Oản Oản nói đúng, để có thể tự mình giám định, không sai. Phong tỷ, tỷ lấy đồ vật ra đi, để giúp tỷ nhìn một chút. Đầu năm nay, đồ giả cũng hơi nhiều rồi, bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Tôi nói chính là giám định người thân, chính là giám định cậu có phải là con trai của cha cậu hay không, là loại giám định này. Diệp Oản Oản thở dài. Nghe câu này của Diệp Oản Oản, bắt đầu nhất thời xứng sờ tại chỗ, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, đệ không phải là con trai của cha đệ tại sao đệ không phải là con trai của cha vậy đệ là con của ai chẳng lẽ mẹ đệ có chuyện gì lừa gạt đệ sao diệp oản oản nhìn bắc đầu không khỏi dùng mình một cái thằng này là giả bộ ngu hay là ngu thật vậy loại con hàng như bắc đầu này rốt cục là giống ai vậy nói cậu ta giống như nhiếp vô danh đó là làm nhục nhiếp vô danh trình độ khôn khéo của nhiếp vô danh từ phương thức kiếm tiền của anh ta cũng có thể thấy được phần nào chính là loại người siêu thông minh nhưng giả ngốc mà thôi. Về phần cái gã bắt đầu này, Phong tỷ nói, chính là loại giám định quan hệ cha con hoặc mẹ con với nhau. Thất tình hướng về bắt đầu hờ hững mở miệng. Thì ra là như vậy, làm đệ sợ muốn chết, giám định người thân đệ không dành, bắt đầu lắc đầu một cái, bất quá, đại trưởng lão biết cái này. Được, đem đại trưởng lão gọi tới, Diệp oản oản phất phất tay, để cho hai người rời đi. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão mặc âu phục màu đỏ, gõ cửa phòng làm việc một cái. Sau khi được Diệp Oản Oản đáp ứng, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Minh chủ, ngài tìm tôi. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, mới vừa rồi đã nghe bắt đầu nói đơn giản qua. Ừm, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, đại trưởng lão biết dám định người thân sao. Nghe câu hỏi này của Diệp Oản Oản, thân sắc đại trưởng lão hơi nghi hoặc một chút minh chủ làm sao lại bỗng nhiên yêu cầu loại giám định người thân này hơi hơi biết một chút không tính là tinh thông nhưng cũng hiểu được đại trưởng lão mở miệng được hiểu được là tốt rồi cần thiết bị gì sao diệp oản oản sắc mặt vui mừng cuối cùng có một người đáng tin rồi trưởng lão không sợ minh dù sao cũng là trưởng lão không sợ minh đấy một chén đã đủ rồi nhỏ máu nhận thân mà thôi cũng không khó đại trưởng lão nói đại trưởng lão vừa dứt tiếng, nụ cười trên mặt Diệp Oản Oản hoàn toàn cứng đờ lại. Không sao, ông đi xuống đi, Diệp Oản Oản nói. Giờ đã là thời đại nào rồi, còn nhỏ máu nhận thân, có hiểu thường thức khoa học hay không? Sống ở thời cổ đại hay sao? Ha ha, mình chủ xin đừng tức giận, tôi chỉ đùa một chút mà thôi, xin bình tĩnh. Hi hi, chuyện này đích xác cần có dụng cụ tương đối tiên tiến. Bằng vào thủ đoạn của không sợ minh chúng ta mà nói, nửa ngày liền có thể lấy được thiết bị này, nhiều nhất chỉ cần hai ngày là có thể có kết quả. Đại trưởng lão thấp giọng cười một tiếng. Diệp oản oản, đùa vậy rồi có tự thấy vui không? Được, đại trưởng lão, chuyện này không nên để cho bất kỳ người nào biết, ông đi chuẩn bị, càng nhanh càng tốt. Diệp oản oản nói. Minh chủ, xin mạo muội hỏi một chút, ngài chuyện này. Là hoài nghi cha của ngài, hay là mẹ, không phải là ruột thịt? Đại trưởng lão mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Mặc dù đại trưởng lão nói không phải là sai, nhưng mà chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì. Không cần hỏi nhiều, Diệp Oản Oản nói. chương 1569, người ăn gan hùm mật báo. Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ đi làm ngay, tuyệt đối rất nhanh. Đại trưởng lão gật đầu một cái, chợt rời khỏi phòng làm việc. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, hai tay thong thả gõ bàn làm việc. Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm vẫn còn đang bị tạm giam, hẳn là còn dư lại thời gian 3 tháng nữa, chính mình nhất định phải mau mau lên. Đại trưởng lão làm việc, quả thực dứt khoát lanh lẹ, chỉ sau thời gian nửa ngày, những thiết bị cần thiết đã được lặng lẽ trở về không sợ minh, hơn nữa còn nhận mẫu thử của nhiếp vô ưu và đường đường từ tay Diệp Oản Oản. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi một thời gian ngắn, Diệp Oản Oản liền có thể lấy được kết quả. Cùng lúc đó, ngoài không sợ minh, nhiếp vô ưu ngồi trên xe, Nhìn về phía trụ sở chính của Không Sợ Minh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, treo lên một nụ cười lạnh như băng. "Tiểu tiện nhân, hết thảy của ngươi đều thuộc về ta, bao gồm cả mạng của ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người tại Không Sợ Minh sẽ chết thê thảm đến giường nào." Rất nhanh, cửa xe được mở ra, vị danh viện, lễ phục đỏ, hôm qua tại thẩm ra hướng về, nhiếp vô ưu nói, "Vô ưu, cô yên tâm, giả mạo Không Sợ Minh chủ, chắc chắn phải chết." con chó cái đó không chỉ muốn cướp đi đường đường của cô còn dám giả mạo không sợ minh chủ đúng là loài xú trùng đáng ghét vậy mà còn mộng tưởng một bước lên trời ha nhiếp vô yêu cười khẽ một tiếng nhìn biểu hiện của cô rồi đúng rồi vô yêu linh lung bên kia có biết không có cần phải nói với linh lung một tiếng hay không danh viện quần áo đỏ nói nghe lễ phục đỏ nói câu này nhiếp vô yêu cười lạnh một tiếng cho nên cô cho rằng loại người này linh lung sẽ cần phải để vào trong mắt sao vâng cô nói đúng tôi đây an tâm danh viện quần áo đỏ gật đầu một cái chợt nhanh chân hướng về không sợ minh đi tới làm gì vài vị thành viên không sợ minh thấy lễ phục đỏ đi vào đại sảnh không sợ minh một người trong đó không nhịn được mở miệng nói bảo trưởng lão của các ngươi ra gặp ta danh viện quần áo đỏ lãnh đạm mở miệng nói cái gì thành viên không sợ minh sửng sốt một chút, người muốn gặp trưởng lão là gặp sao? Người biết nơi này là nơi nào không? Ta nói cho các người biết, ta có chuyện cơ mật trọng đại, lập tức bảo trưởng lão các người đi ra gặp ta. Nếu không, người đảm đương không nổi, lễ phục đỏ lạnh lùng nói. Còn không đợi thành viên không sợ minh nói tiếp, tam trưởng lão lý tư cao mày, đi vào đại sảnh ồn ào cái gì đó. Tam trưởng lão, nữ nhân này, nói có chuyện cơ mật trọng đại. Thấy Lý Tư xuất hiện, thành viên không sợ mình lập tức nghênh đón, cung kính nói. Lúc này, Lý Tư quan sát lễ phục đỏ một cái, chuyện cơ mật trọng đại gì. Vị trưởng lão này, ta cho người biết, không sợ minh chủ của các người là hàng giả. Là giả mạo, cô gái áo đỏ đến gần tam trưởng lão Lý Tư, liền vội vàng mở miệng nói, bản thân ả à ta là người nước hoa, cũng không phải gọi là Bạch Phong, mà tên là Diệp Oản Oản. Ả à ta căn bản chính là một thứ hàng giả giả mạo minh chủ đại nhân của không sợ minh các người. Ồ, nghe câu này của danh viện áo đỏ, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, người nói thật chứ? Dĩ nhiên, danh viện quần áo đỏ liền vội vàng gật đầu, chuyện lớn như vậy, ta nào dám tùy tiện đùa giỡn hay sao? Chính xác 100%, ta dám khẳng định, minh chủ không sợ minh của các người là giả mạo đấy. Nhưng mà, cô gái áo đỏ vừa mới dứt lời, hàn quang trong mắt tam trưởng lão chợt lóe lên, cánh tay phải nâng lên, còn không đợi lễ phục đỏ có phản ứng, nhất thời tung một bạt tay, hung hăng quất vào trên mặt của ả à ta. Bép, một tiếng đầy thanh thúy. Vào giờ phút này, danh viện quần áo đỏ xứng sờ tại chỗ, khó tin nhìn chầm chầm tam trưởng lão Lý Tư. chương 1570, nhiếp vội yêu là giả mạo. Nhãi danh, ta thấy là người ăn gan hùm mật báo, dám vô hãm không sợ minh chủ chúng ta. Lý Tư lạnh lùng lườm lễ phục đỏ. Nếu như là ngày trước, hắn có lẽ cũng sẽ tin ngay. Nhưng mà từ sau lần trước Minh Chủ nắm đầu lão đại thiết đầu bang xong, người nào còn dám đi hoài nghi thân phận của Minh Chủ? Ta, ta nói là sự thật, các ngươi nhất định là đã bị nữ nhân kia mê hoặc. Ngàn vạn lần không nên tin tưởng à ta, danh viện quần áo đỏ vội la lên. Ha ha, nhãi danh, người nói là, chúng ta ngay cả Minh Chủ của mình cũng không nhận ra được hay sao? Khóe miệng tam trưởng lão khẽ nhếch cười lạnh. Còn không đợi lễ phục đỏ mở miệng, tam trưởng lão không kiên nhẫn xua xua tay như đuổi một con ruồi đầy phiền toái, bắt lại, ném vào địa lao, chờ khi nào minh chủ có thời gian rảnh rỗi, ta lại bẩm báo với minh chủ. Đến lúc đó sẽ trôn sống hay là thiêu sống, cũng sẽ do minh chủ định đoạt. Tam trưởng lão Lý Tư vừa ra lệnh một tiếng, mấy vị thành viên không sợ minh nhanh chóng tiến lên, sách hả lễ phục đỏ lên y như sách một con gà. Một vị thành viên không sợ minh trong số đó không khỏi lắc đầu, nữ nhân này quả thật là muốn chết khoảng thời gian này minh chủ và đại trưởng lão qua lại tương đối gần gũi tam trưởng lão đang buồn rầu không tìm được chỗ chút giận các ngươi dám ta là người của nhiếp linh lung các ngươi dám đụng vào ta nữ nhân áo đỏ cắn răng nghiến lợi đừng nói ngươi là người của nhiếp linh lung gì gì dù ngươi chính là người của thiên hoàng lão tử bêu xấu không sợ minh chủ cũng phải chết tam trưởng lão liếc mắt nhìn lễ phục đỏ một cái chợt để cho người đem ả ta ném vào địa lao. Giờ phút này, thấy lễ phục đỏ ở phòng khách lầu một bị một vị trưởng lão đập cho một bà tai, sau đó bị bắt đi, nụ cười trên mặt nhiếp vô ưu nhất thời biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại so với tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không hề khớp? Sự tình làm sao lại đến nông nỗi này? Chỉ trầm tư trong chốc lát, hàn quang trong mắt, nhiếp vô ưu chợt lóe lên, lái xe rời đi chuyện này chỉ như một khúc nhạc dạo ngắn ngủi diệp oản oản cũng không biết rõ tình hình mà vào hai ngày sau đó giám định người thân đã có kết quả đại trưởng lão mang theo một bản báo cáo đi vào bên trong phòng làm việc thấy vậy diệp oản oản vội vàng để cho bác đấu và thất tinh rời đi để cho đại trưởng lão ngồi ở một bên đại trưởng lão kết quả như thế nào diệp oản oản nhìn về phía đại trưởng lão mở miệng hỏi diệp oản oản cũng không hề mong đợi gì nhiều cái cô nàng nhiếp vô ưu đó, khả năng giả mạo rất nhỏ, nhưng kết quả này vẫn cần phải nói cho dịch thủy Hàn. Minh chủ, kết quả giám định đã có rồi. Đại trưởng lão nói xong, đem báo cáo giám định nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, bên cạnh Diệp Oản Oản. Khóe mắt Diệp Oản Oản đảo qua báo cáo giám định, dường như chút xem không hiểu. Đại trưởng lão, nói thẳng kết quả. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Vâng, đại trưởng lão gật đầu một cái, Minh chủ ADN không khớp. Nghe câu này của đại trưởng lão, con người Diệp Oản Oản nhất thời co rụt lại. ADN không khớp có ý tứ là Vâng, nói cách khác, A và B cũng không có bất kỳ quan hệ huyết mạch nào, hoàn toàn là hai người xa lạ. Đại trưởng lão uống một hớp nước trà, không nhanh không chậm hướng về Diệp Oản Oản giải thích. Vào giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản có một cơn sóng thần trào dâng. Ý là, con ả nhiếp vô ưu đó đích xác là giả mạo. Căn bản không phải là mẹ ruột của đường đường. Đại trưởng lão, bản báo cáo này, ông xác định sao? Sẽ có sai lầm gì hay không? Chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhướn lên. Loại chuyện này không thể lơ là, quan hệ đến cả đời của đường đường. Minh chủ, ngài quá lo lắng rồi. Coi như ngài không tin tôi, hẳn cũng nên tin tưởng vào khoa học. Phải là phải, không phải là không phải, tỷ lệ chính xác lên đến 99,99%, ,99% không hề sai. Đại trưởng lão mặt đầy vẻ chắc chắn. chương 1571, lại có thể đang xem phim hoạt hình. Đại trưởng lão ngồi ở trên ghế, vô cùng nhàn nhã nhấp một ngụm nước trà trong ly, nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói, Minh Chủ, ngài cứ yên tâm đi, báo cáo giám định là thật 100%, hoàn toàn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đối với sự khẳng định này của đại trưởng lão, Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không hoài nghi, Chẳng qua là không nghĩ tới, vị nhiếp vô ưu ở nhiếp gia kia, thật sự là một kẻ giả mạo. Được, tôi hiểu rồi, chuyện này không được nói cho bất luận một kẻ nào. Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão, dặn dò. Nghe mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, đại trưởng lão đứng dậy, gật đầu một cái, minh chủ yên tâm, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, trong nội tâm của Thuộc Hạ vẫn luôn hiểu rõ. Đại trưởng lão nói xong, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Chờ sau khi đại trưởng lão rời đi, Diệp Oản Oản cầm lấy báo cáo giám định trong tay, cau mày. Không nghĩ tới, một câu dặn dò của dịch thủy hàn, lại có thể sẽ tạo nên một cơn sóng thần. Không bao lâu, Diệp Oản Oản rời khỏi không sợ minh, lái xe tới cửa nhà của dịch thủy hàn. Dịch thủy hàn. Diệp Oản Oản gõ cửa một cái, đứng ở ngoài cửa gọi. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị mở ra, dịch thủy hàn mặc đồ ngủ, mắt lim dim ngái ngủ nhìn về phía Diệp Oản Oản dịch đại hiệp chuyện lần trước anh bảo tôi điều tra đã có kết quả diệp oản oản vội vàng mở miệng nói ừm đi vào trong lại nói dịch thủy hàn xoay người tiến vào bên trong nhà lúc vào nhớ đóng cửa lại diệp oản oản đi vào bên trong nhà dịch thủy hàn ngồi ở trên ghế salon mở tv diệp oản oản nhìn về phía màn ảnh khóe miệng hơi hơi co giật phim phim hoạt hình kết quả thế nào dịch thủy hàn mắt không chấp nhìn chằm chằm tivi, thuận miệng hỏi. Vâng, dịch đại hiệp, xảy ra chuyện rồi. Cái vị nhị tiểu thư nhiếp ra đó, không phải thật, là giả mạo. Diệp oản oản vội nói. Ồ, dịch thủy hàn không đếm xỉa tới, gật đầu một cái, đợi một hồi lại nói tiếp. Tôi phải theo dõi đoạn này, đang gai cấn. Diệp oản oản, có thể để ý hơn một chút được hay không, phim hoạt hình hay đến vậy sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng diệp oản oản cũng không dám nói thêm gì cả chỉ có thể đợi dịch thủy hàn xem hết tập phim hoạt hình cho xong mà một lần đợi này là cả nửa tiếng đồng hồ dịch thủy hàn hơi có chút thất vọng chợt nhấn điều khiển từ xa tắt tv kết quả điều tra thế nào cô mới vừa nói cái gì dịch thủy hàn ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm diệp oản oản hỏi diệp oản oản cái em gái anh dịch đại hiệp chuyện không nhỏ nhiếp ra nhị tiểu thư mẹ của đường đường, là một kẻ giả mạo, căn bản cũng không phải mẹ ruột. Diệp oản oản bất đắc dĩ, chỉ có thể lặp lại một lần. Làm sao cô biết, dịch thủy hàn mở miệng. Diệp oản oản mặt đầy mộng bức, không phải là anh bảo tôi đi thăm dò sao. Ồ, lúc đầu chẳng qua là tôi thuận miệng nói chơi một chút thôi. Vậy cô có chứng cứ sao? Dịch thủy hàn mặt không cảm xúc. Có, Diệp oản oản tiến lên trước, đem báo cáo giám định đưa cho dịch thủy hàn. Dịch thủy hàn nhận lấy báo cáo giám định, sau khi quan sát một lát, nói, xem không hiểu, cô nói thẳng đi. Đây là báo cáo giám định thân nhân của đường đường và nhiếp vô yêu, ADN của hai người không khớp, cũng không có quan hệ máu mủ. Diệp Oản Oản giải thích, đây mới là chuyện lạ, trước đó rất nhiều cơ quan giám định của độc lập châu, kết quả giám định tất cả đều như nhau, nhưng sau đến chỗ cô lại thay đổi rồi. Dịch Thủy Hàn như có điều gì suy nghĩ? À, tôi có một người bạn, mở phòng thí nghiệm nhỏ, loại tư nhân ấy. Tôi bảo cậu ta giám định, dịch đại hiệp, đây tuyệt đối là thật. Diệp Oản Oản nói, ừm, um, hiểu rồi, khổ cực cho cô rồi. Dịch Thủy Hàn hướng về Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Trường 1572, không đơn giản như vậy. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, có dịch Thủy Hàn ra tay, tất cả mọi chuyện đều có thể được giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, Diệp Oản Oản đứng ở cạnh ghế salon đợi cả nửa ngày, lại không thấy Dịch Thủy Hàn nói tiếp. Dịch Đại Hiệp, bước kế tiếp thì sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, không nhịn được chủ động hỏi. Bước kế tiếp, nghe tiếng, trên mặt Dịch Thủy Hàn đầy vẻ khó hiểu, bước kế tiếp phải trông vào chính bản thân cô. Cái gì? Diệp Oản Oản có chút ngẩn ra, Dịch Thủy Hàn không quản sao? Dịch Đại Hiệp, là anh bảo tôi đi thăm dò, hiện tại cha ra được rồi, chẳng lẽ anh mặc kệ sao? diệp oản oản hỏi bởi vì là cô tìm ra nên cũng phải do cô giải quyết trừ chuyện cổ tộc ra tôi sẽ không nhúng tay vào bất kỳ tranh đấu của bất kỳ thế lực nào tại độc lập châu lại càng không nói đến vấn đề gia đình cô tự nghĩ biện pháp đi dịch thủy hàn ngáp một cái diệp oản oản có thể con miệng nó bất hố hàng người ta một chút có được hay không diệp oản oản thề nếu như không phải là nàng đánh không lại hắn nhất định đem sẽ đầu của dịch thủy hàn gõ cho nát bấy một kẻ thiếu trách nhiệm như hắn ta làm sao lại có thể làm sư phụ của đường đường tôi buồn ngủ muốn ngủ chung hay sao dịch thủy hàn nằm ở trên ghế salon lấy chăn che kín người nhìn về phía diệp oản oản hỏi diệp oản oản thở dài được rồi vẫn là để tôi trước tiên đi giải quyết chuyện này vậy lúc đi giúp tôi đóng cửa lại thấy diệp oản oản đứng dậy rời đi dịch thủy hàn nói diệp oản oản đóng cái em gái anh được rồi dịch đại hiệp diệp oản oản ý cười đầy mặt nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại sau khi trở lại không sợ minh diệp oản oản đem bác đấu và thất tinh gọi qua bây giờ trong không sợ minh khiến cho diệp oản oản tín nhiệm cũng chỉ có hai người này sau khi đem ngọn nguồn báo cho bác đấu và thất tinh hai người chúa mắt nhìn nhau thần sắc kinh ngạc bắt đầu nếu như cậu đem chuyện này nói ra ngoài ngày mai cũng không cần đi làm nữa Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu, thần sắc nghiêm túc. Đối với cái miệng rộng của Bắc Đầu, Diệp Oản Oản quả thật là có chút trột dạ. Chỉ bất quá, loại chuyện này, Diệp Oản Oản vẫn có thể tin được Bắc Đầu. "Phong tỷ, câu này, cái gì nhẹ, cái gì nặng, để còn không phân biệt được hay sao? Đệ dù có chết cũng không có khả năng nói ra." Bắc Đầu vội vã mở miệng. "Phong tỷ, chuyện này đối với Nhiếp gia không phải chuyện đùa, nhưng đối với không sợ Minh chúng ta mà nói, dường như không có quan hệ gì. Nhưng mà, nếu như phong tỷ đem sự thật báo cho nhiếp gia, nhiếp gia nhất định sẽ cảm kích không sợ minh, để cảm thấy cũng có khả năng này. Thất tinh trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Dám, bắt đầu cau mày, phong tỷ, chuyện này, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Nhiếp gia là một trong tứ đại thế gia của độc lập châu. Nếu như người đó là giả mạo, sau lưng không có quan hệ, làm sao có thể giấu giếm được nhiếp gia? Hơn nữa, rất nhiều cơ quan giám định tại độc lập châu, cho ra kết quả cô ta chính là nhiếp gia nhị tiểu thư. Có thể thấy được thế lực sau lưng đáng sợ đến giường nào. Yo, hôm nay lại có đầu óc như vậy. Diệp Oản Oản kinh ngạc nhìn chằm chằm bắt đầu, không ngờ, cái gã này lại có thể phân tích ra được đến vậy. Phong tỷ, tỷ trước tiên hãy nghe đệ nói. Không sợ mình chúng ta và nhiếp gia, nguyên bản là không hợp. Phong tỷ lúc trước đào hố lừa nhiếp gia cũng không ít lần. Lời mà không sợ minh chủ nói, nhiếp ra làm sao có thể sẽ tin tưởng, đến lúc đó ngược lại còn cho rằng không sợ minh chúng ta đang khích bác, ly gián, gây chuyện. Hơn nữa, tất nhiên sẽ bứt dây động rừng, làm cho ả nhiếp vội yêu giả đó cảnh giác. Một khi như thế, sau này còn muốn vạch trần cô ta, coi như khó hơn lên trời rồi. Bác đầu phân tích. Nghe câu này của bác đầu, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Đối với biểu hiện hôm nay của bác đầu, Diệp Oản Oản hết sức vui mừng, thậm chí có một loại cảm giác như chứng kiến con trai mình trưởng thành. Phong tỷ bắt đầu nói có lý, trước đó là đệ không suy nghĩ kỹ càng. Thất Tinh mở miệng nói. Chương 1573, thân phận không sợ Minh CS. Vậy các cậu nói xem, làm thế nào mới có thể phơi bày được thứ hàng giả đó? Diệp Oản Oản hỏi. Phong tỷ, nhiếp gia nhị lão đối với nhiếp vô ưu hiện tại vô cùng thương yêu, tùy tiện đi tố cáo sẽ chỉ làm cho nhiếp gia giận dữ thậm chí đối với không sợ minh chúng ta tiến hành các biện pháp đối địch, cũng không thích hợp. Mà Phong thì bây giờ biết được nhiếp vô ưu là giả mạo, kẻ giả mạo đó không có khả năng đề phòng. Cho nên, cơ hội rất nhiều, không cần nhất thời nôn nóng. Bác đầu nói, đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng không phản bác, thân phận của mình, đích xác có chút lung túng. Nếu như là lấy thân phận minh chủ không sợ minh, chỉ sợ chính mình sẽ bị nhiếp ra đánh vang ra ngoài nếu như là lấy thân phận Diệp Oản Oản, quan hệ của mình và đường đường có chút đặc thù. Nếu như tùy tiện nói cho nhiếp gia chủ mẫu, có lẽ sẽ bị cho là mình cố ý gây rối muốn độc chiếm đường đường, đuổi nhiếp vô ưu đi. Hậu quả này lại càng nghiêm trọng hơn. Nguyên bản, Diệp Oản Oản cũng định trước tiên nói cho nhiếp vô danh, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, đã lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Diệp Oản Oản có tự tin, với quan hệ của nàng và nhiếp vô danh, nhiếp vô danh nhất định sẽ tin tưởng nàng nhưng dựa vào tính cách của nhiếp vô danh, cũng nhất định sẽ đại náo ở trong nhà. Đến lúc đó, nếu khiến cho nhiếp ra biết là chính mình gây sự, chẳng những sẽ không có hiệu quả, ngược lại hoàn toàn phản tác dụng. Tích cách nhiếp vô danh, quá mức bốc đồng, nhân tố không xác định rất nhiều. Coi như dựa vào anh ta, theo cách giải thích của mình, đi vạch trần nhiếp vô ưu giả, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Minh chủ. Đúng vào lúc này, tam trưởng lão đẩy cửa tiến vào, hôm trước có một nữ nhân, chạy đến không sợ minh, nói ngài là giả mạo, còn nói ả à ta và nhiếp ra có quan hệ, đã bị tôi tóm vào địa lao, cần giết hay không? Ồ, nghe tiếng, Diệp oản oản như có điều suy nghĩ. Lần trước thời điểm tại yến hội thẩm gia, biết được thân phận của mình, cũng chỉ có nhiếp linh lung và nhiếp vô ưu giả đó. Như vậy xem ra, tất nhiên chuyện này có quan hệ với hai người kia. Bọn chúng muốn khiến cho nàng chết. Chỉ tiếc, không sợ minh bây giờ, đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của nàng. Diệp Oản Oản bây giờ cực kỳ hoài nghi, có lẽ nào, chính mình thật sự là không sợ minh chủ Bạch Phong. Nếu không, không sợ minh dựa vào cái gì lại tin phục mình như vậy. Tất nhiên, chuyện này trước tiên vẫn cần phải đi học viện xích diễm một chuyến, nhờ vị viện trưởng kia hỗ trợ một chút, xem có thể khôi phục lại trí nhớ của mình hay không. Giam lại là được, tạm thời vẫn chưa cần hỏi cung. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng nói nữ nhân tới vạch trần thân phận của mình, không phải là nhiếp linh lung sai sử, thì chính là do con ả nhiếp vô ưu giả mạo sai phái. Vâng, Lý Tư gật đầu một cái. Tôi có chút chuyện ra ngoài một chuyến, có vấn đề gì, gọi điện thoại cho tôi. Diệp Oản Oản sau khi đứng dậy, từ không sợ Minh rời đi. Chấm chấm chấm. Lúc xế chiều, Diệp Oản Oản đi tới nhiếp ra. Bên trong đại sảnh, nhiếp ra chủ mẫu sắc mặt âm trầm, cái con bé Diệp Oản Oản đó, lại là minh chủ không sợ minh. Nó lại có thể gạt ta. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, thứ người như vậy, đi tới nhiếp ra, còn có thể có hảo tâm gì. Cũng còn may là chúng ta phát hiện kịp thời, nếu không, khẳng định sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Nhiếp vô ưu thở dài, lên tiếng nói. Vô ưu tỉ, thật vậy sao? Nói không chừng diệp oản oản cũng không có ý xấu gì. Chỉ là muốn gặp đường đường mà thôi, nhiếp linh lung nói. Linh lung, Em còn nhỏ, loại người như vậy chính là một ả ma đầu. Danh tiếng không sợ minh chủ tại Độc Lập Châu như thế nào, em chẳng lẽ không biết sao?" Nhiếp Vô Ưu cau mày mở miệng. Hai, Nhiếp Linh Lung thở dài, không lên tiếng nữa. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đã tới bên ngoài phòng khách, xa xa liền nhìn thấy vẻ âm trầm kia của Nhiếp gia chủ mẫu. Không cần suy nghĩ, Diệp Oản Oản cũng biết, tất nhiên là hai người kia đã đem thân phận không sợ minh chủ của mình báo cho nhiếp gia chủ mẫu. chương 1574, muốn chơi, chiều tới cùng. Không sợ minh nhiều năm trước từng chiêu chọc nhiếp gia, cho nên, nhiếp gia vô cùng chán ghét không sợ minh, nhất là cái vị không sợ minh chủ này. Giờ phút này, khóe miệng Diệp oản oản hơi hơi dương lên, nếu các cô nàng này đã muốn chơi, chính mình liền chiều tới cùng. Nhiếp vô ưu giả mạo, cùng với nhiếp linh lung, tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ với nhau. Diệp Oản Oản nghe nói, tin tức của thứ hàng giả kia, chính là do nhiếp linh lung phát hiện ra đầu tiên, hơn nữa còn tiết lộ cho nhiếp ra. Lúc này, Diệp Oản Oản đi vào bên trong đại sảnh. Thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, ánh mắt của ba người đồng thời rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Giờ phút này, khóe miệng, nhiếp vô ưu khẽ nhếch lên. Nhiếp gia chủ mẫu đã biết thân phận không sợ minh chủ của cô ta cảm giác bị mẹ ruột của chính mình đuổi ra khỏi nhiếp gia nhất định sẽ rất tuyệt vời. Nhiếp gia chủ mẫu thần sắc âm trầm, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên đi tới bên cạnh nhiếp gia chủ mẫu, thần sắc ủy khuất nói, a di Thật xin lỗi, hôm nay con qua đây, chính là muốn nói cho nhiếp a di ngoài việc con là Diệp Oản Oản ra, còn có một thân phận khác. Nghe câu này của Diệp Oản Oản, chân mày, nhiếp vô ưu khẽ nhíu lại. Nữ nhân này muốn làm gì? thân phận gì, nhiếp gia chủ mẫu nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản. Không sợ minh chủ, Diệp Oản Oản thở dài. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, nhiếp gia chủ mẫu hơi sững sờ. A Di, con đã từng mất tích một đoạn thời gian, A Di hẳn cũng biết. Con chán ghét cảnh chém chém giết giết, cho nên rời khỏi độc lập châu, đến Hoa Quốc. Chẳng qua là, gần đây không sợ minh có một số việc phát sinh, nên con mới trở về. Tại độc lập châu, là đường đường cho con sự ấm áp của gia đình mà con chưa bao giờ cảm nhận được, nhất là sau khi nhìn thấy nhiếp a di a di đối với con tốt như vậy. Năm đó con còn trẻ không biết gì nên ngông cuồng, từng đắc tội nhiếp ra, sợ là nhiếp a di sẽ không thích nên con mới không dám nói. Lần trước nhiếp a di muốn thu nhận con làm nghĩa nữ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, con mới không dám đáp ứng. Sợ A-di đến lúc đó chán ghét con. Diệp Oản Oản giờ phút này giống như là một bé gái phạm phải sai lầm, rất sợ mẹ sẽ trách phạt chính mình. Nghe Diệp Oản Oản nói xong, sắc mặt âm trầm của nhiếp gia chủ mẫu đã hòa hoãn đi không ít. Một bên, nhiếp vô yêu, chân chối nhìn chồng chọc Diệp Oản Oản. Nữ nhân này, thật là biết diễn mà. Con nói là, con gà ta, là bởi vì sợ ta trách con. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản hỏi. Vâng, nhiếp A-di, chính là như vậy. Nếu như A-di không tin, có thể đi hỏi Vô Danh ca ca. Vô Danh ca ca biết thân phận của con, cho tới bây giờ con chưa từng có ý nghĩ muốn cố ý lừa dối A Di. Diệp Oản oản nói, đem đại ca con kêu qua đây, Nhiếp gia chủ mẫu hướng về, Nhiếp Vô Ưu nói. Con không đợi, Nhiếp Vô Ưu mở miệng, Nhiếp Vô Danh đúng lúc đi ngang qua đại sảnh, mẹ, tìm con trai bảo bối của mẹ làm gì, muốn cho tiền tiêu vặt sao? Ta hỏi con, con biết nàng là không sợ Minh chủ nhiếp gia chủ mẫu hỏi hả không sợ minh chủ nhiếp vô danh sững sờ chợt nhìn về phía diệp oản oản diệp oản oản hướng về nhiếp vô danh chừng mắt nhìn con biết con chắc chắn là có biết nhiếp vô danh gật đầu liên tục biết con tại sao lại không nói chân mày nhiếp gia chủ mẫu khẽ nhân lại đây không phải là sợ mẹ không vui sao nhiếp vô danh thành thật trả lời được rồi con đi đi nhiếp gia chủ mẫu phất phất tay ồ nhiếp vô danh mặt đầy mộng bước tới, mặt đầy mộng bước rời đi. a à, di thật xin lỗi, đã lừa gạt gì, con đi đây. Sau này sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của a di nữa. Diệp Oản Oản chậm rãi đứng dậy. Chờ một chút, nhiếp phu nhân gọi Diệp Oản Oản lại. mươi 1575, chẳng lẽ thật tin nữ nhân này? Nghe câu này của nhiếp gia chủ mẫu, Diệp Oản Oản vô cùng ủy khuất quay đầu lại, nhìn về phía nhiếp gia chủ mẫu. Thấy vậy, Nhiếp Vô Ưu thần sắc âm trầm, nữ nhân này ở trước mặt Nhiếp gia chủ mẫu lại có thể biết diễn trò như vậy. Khiến cho Nhiếp Vô Ưu không thể nào tiếp nhận được chính là Nhiếp gia chủ mẫu dường như đã bắt đầu có chút dao động. Chẳng lẽ thật sự tin chuyện hoang đường của nữ nhân này? Giờ phút này, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Diệp Oản Oản, ngữ khí hơi hòa hoãn lại một chút, hoàn toàn là lấy giọng điệu của trưởng bối nói chuyện, đúng là đúng, sai là sai. A Di cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Thời điểm năm đó con khiêu khích nhiếp ra, bất quá mới hơn mười mấy tuổi. A Di lúc bằng tuổi con năm đó, so với con còn ngung cuồng hơn. Nào cần phải giấu giếm. Nhiếp A Di, con biết lỗi rồi. Diệp oản oản khẽ than thở trong miệng một tiếng. Thật biết lỗi rồi, nhiếp gia chủ mẫu nhìn Diệp oản oản, hơi nhíu mày. Cô bé trước mặt này, bộ dáng ủy khuất, lại khiến cho bà trong vô thức cảm thấy có chút thương tiếc sự tức giận trước đó cũng đã lắng xuống không ít không sợ minh chủ tóc húi của ca nữ nhân danh tiếng tệ hại như ác ma của độc lập châu này ở trước mặt bà lại cứ như là một đứa bé phạm phải sai lầm đứng trước mẹ của mình bạch phong không sợ minh của con và nhiếp gia năm xưa đích xác là có chút ân oán chỉ bất quá nếu tính cẩn thận một chút tất cả đều là chuyện của rất nhiều năm về trước vẫn là nên bỏ đi chỉ chốc lát sau nhiếp gia chủ mẫu mở miệng nói nghe tiếng, Diệp Oản Oản sắc mặt tươi vui, lập tức hướng về nhà nhiếp ra líu lo, nhiếp a di Vậy gì còn tức giận hay không? Nhiếp ra chủ mẫu trầm tư một lát, sau đó nói, lần này ta đã tha thứ cho con rồi. Một bên, nhiếp linh lung nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt tràn đầy lạnh giá, cũng không hề mở miệng nói chuyện. Mẹ! Nhiếp vô ưu tiến lên, đi tới bên cạnh nhiếp gia chủ mẫu, mẹ, chẳng lẽ mẹ thật sự tin tưởng nữ nhân này sao? Cô ta cố ý giấu giếm thân phận của mình, tiếp cận Nhiếp gia, tuyệt đối có bí mật không thể cho ai biết. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía, Nhiếp Vô Ưu mở miệng nói, "Vô Ưu, Bạch Phong cũng không tính là giấu giếm thân phận. Trước đó là cô ấy quên mà thôi. Huống chi, không phải là đại ca con cũng biết thân phận của cô ấy sao?" Chuyện này, một lời nói của Nhiếp gia chủ mẫu, lại khiến cho Nhiếp Vô Ưu nghẹn họng, cắn răng nghiến lợi trước đó nhiếp gia chủ mẫu vẫn còn đang nổi trận lôi đình nhưng mà sau khi nghe cô ta nói bậy nói bạ xong lại có thể bắt đầu nói đỡ giúp cho cô ta trong mắt nhiếp vội yêu lóe lên hàn quang kinh người nữ nhân kia cho rằng như vậy là không sao à nàng nhất định sẽ làm cho nhiếp gia chủ mẫu tự mình đem nữ nhân kia đuổi ra khỏi cửa bạch phong nhiếp gia chủ mẫu hướng về diệp oản oản gọi nhiếp a di xin hãy cứ gọi con là oản oản đi con nghe quen hơn một chút diệp oản oản hơi mỉm cười nói được oản oản chuyện a di nói lần trước thu nhận con làm nghĩa nữ con thấy như thế nào nhiếp gia chủ mẫu hỏi nghe tiếng diệp oản oản vô cùng kinh ngạc không ngờ tới vị nhiếp gia chủ mẫu này vừa mới được mình dỗ hết giận lúc này đã lại tiếp tục muốn thu nhận mình làm nghĩa nữ diệp oản oản cũng không khó nhìn ra nhiếp gia chủ mẫu thật sự ưa thích mình mẹ làm sao có thể qua loa như vậy? Cô ta chính là không sợ Minh chủ, năm đó, không sợ Minh đối với Nhiếp gia chúng ta, cũng không mấy hữu hảo. Cô ta là không sợ Minh chủ, bây giờ tiếp cận Nhiếp gia, khẳng định là có dụng ý khác. Nghe Nhiếp gia chủ mẫu muốn thu nhận Diệp Oản Oản làm nghĩa nữ, Nhiếp Vô Ưu vội vã mở miệng nói. "Vô Ưu, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía, Nhiếp Vô Ưu cau mày nói, "Còn đây là có chuyện gì xảy ra? Mẹ làm chuyện gì?" chẳng lẽ không có chừng mực sao? chương 1576, hẳn nên gọi là mẹ. Nhiếp vô yêu, nắm chặt hai quả đấm, đem tâm trạng thu liếm lại, tận lực giữ cho mình bình tĩnh, mẹ, con cũng chỉ là vì lo lắng mà thôi. a à di nếu không cứ như vậy đi, không nên bởi vì con mà phá hư tình cảm giữa gì và vô yêu. Dù sao con chẳng qua chỉ là một người ngoài, thanh âm của Diệp Oản Oản lộ ra một sự ủy khuất không nói được nên lời. Nói xong, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên, liếc mắt nhìn, nhiếp vô ưu Cái thứ hàng giả này, thật đúng là đem mình xem thành vô ưu tiểu thư của nhiếp ra, xem mình như mẹ ruột của đường đường rồi hả? Chính mình là người đại diện chuyên đào tạo diễn viên chuyên nghiệp, còn diễn không thắng được cô ta hay sao? Nếu đã chơi rồi, vậy cũng đừng dừng lại. Như vậy, chơi mới đã, nếu không thì còn ý nghĩa gì? Giờ phút này, nhiếp gia chủ mẫu hơi có chút bất đắc dĩ, Nhìn oản oản người ta mà xem, lại nhìn con gái Nhiếp Vô Ưu của mình mà xem. Nhiếp Vô Ưu từ nhỏ đã bị ông ngoại dẫn đi khỏi Nhiếp gia. Tuy nói, số lần bà và Nhiếp Vô Ưu gặp mặt không nhiều, nhưng tính cách dứt khoát kia của Vô Ưu vẫn lưu lại cho bà một ấn tượng chưa bao giờ phai. Có thể là sau khi lớn lên, trong tính cách lại dần dần có sự thay đổi, càng lúc càng không hiểu chuyện. Nhưng mà, dù sao mình cũng thiếu nợ hai con gái quá nhiều, Nhiếp gia chủ mẫu cũng không nhẫn tâm nói gì cả ngu xuẩn, nhiếp linh lung nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, nhiếp vô ưu cười lạnh trong lòng. Bị người ta nắm mũi dẫn đi, mà cũng không tự nhận ra. Mẹ, mới vừa rồi là con không đúng, nhưng cô ta dù sao cũng là không sợ minh chủ, con chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Con không muốn nhiếp ra bị người khác mưu hại, cũng có thể là con đã nghĩ nhiều rồi. Mẹ, xin đừng giận con. Nhiếp vô ưu phát hiện có điểm gì đó không đúng, lập tức thay đổi phương hướng. Ừ, không có việc gì con sau này phải nên gần gũi với oản oản nhiều hơn ban đầu ở hoa quốc vẫn là oản oản giúp con chăm sóc đường đường một đoạn thời gian làm người nên biết trước biết sau nhiếp gia chủ mẫu nói vâng mẹ mẹ nói đúng lắm con biết rồi nhiếp vô yêu sau khi gật đầu lại lạnh lùng lườm diệp oản oản một cái oản oản đã thế vậy thì quyết định vậy đi mẹ sẽ cho người cử hành nghi thức nhiếp gia chủ mẫu hướng về diệp oản oản cười nói nhiếp a di con là minh chủ không sợ minh dì thu nhận con làm nghĩa nữ con sợ diệp oản oản mặt đầy vẻ lo âu nhưng mà nhiếp gia chủ mẫu lại lắc đầu một cái con đường đường là không sợ minh chủ làm nghĩa nữ của ta chẳng lẽ ta còn bị thua thiệt hay sao lại nói con là lấy thân phận của diệp oản oản nhận ta làm nghĩa mẫu không hề quan hệ gì với bạch phong vâng ạ à, cảm ơn a di Diệp Oản Oản cuối cùng cũng gật đầu một cái. Chẳng biết tại sao, đối với Nhiếp gia chủ mẫu, Diệp Oản Oản cũng không có ý bài xích, theo bản năng cũng muốn thân cận quấn quyết. Chấm chấm chấm. Rất nhanh, quản gia Nhiếp phủ đã chuẩn bị xong nước trà, đưa cho Diệp Oản Oản. Nhiếp gia chủ mẫu ngồi ở thượng vị, đám người Nhiếp vô danh và Nhiếp Linh Lung thì đứng ở một bên. Diệp Oản Oản bưng nước trà, hướng về Nhiếp gia chủ mẫu đi tới. Sau đó, Nàng quỳ xuống bên cạnh nhiếp gia chủ mẫu, đem nước trà dâng lên bằng hai tay, "Nhiếp A Di, xin mời uống trà." "Còn gọi là A Di sao?" Nhiếp gia chủ mẫu nhìn Diệp Oản Oản, có chút bất mãn. "Oản Oản tiểu thư, kết thúc buổi lễ nhận mẫu thân, bây giờ, Oản Oản tiểu thư hẳn là nên gọi phu nhân là mẹ rồi." Quản gia Nhiếp phủ nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói, "Mẹ." Diệp Oản Oản khẽ mở miệng, được, nhiếp gia chủ mẫu đem ly nước trà Diệp Oản Oản đưa lên uống một hơi cạn sạch, lấy ra một phong bao lì xì, si, tặng cho Diệp Oản Oản. Nhìn thấy bao tiền lì xì, si, ánh mắt nhiếp vô danh sáng rực lên. Oản Oản, sau này con chính là con gái của nhiếp gia rồi, nhiếp gia không có quy củ gì cả, nhưng có một điểm quan trọng, con nhất định phải nhớ kỹ. Nhiếp gia chủ mẫu thần sắc đầy nghiêm túc nói. Trường 1577, chẳng lẽ mình thật sự là không sợ minh chủ? mẹ lời mẹ dặn con nhất định sẽ nhớ kỹ diệp oản oản gật đầu ngàn vạn lần nhớ kỹ không được cho nhiếp vô danh một phân tiền nào nhiếp gia chủ mẫu nói diệp oản oản nhiếp vô danh đại ca con đã từng thề không cần một phân tiền của nhiếp gia nếu như nó dùng rồi cả nhà đều chết hết nhiếp gia chúng ta từ trước đến giờ đều luôn tôn trọng lời thề độc con hiểu không nhiếp gia chủ mẫu nói vâng ạ con hiểu rồi diệp oản oản gật đầu một cái quy củ này thật sự là quá hợp ý nàng rồi mẹ nếu không con và mẹ à còn có cha nữa đoạn tuyệt quan hệ gia đình đi như vậy chúng ta cũng không phải là người một nhà nữa mẹ thấy chủ ý này của con như thế nào nhiếp vô danh vội vã mở miệng cút nhiếp gia chủ mẫu nhất thời giận dữ con chỉ đùa một chút thôi sao mẹ lại còn tưởng thật nhiếp vô danh cười hô hô liền vội và ngậm miệng lại ha ha, oản oản, sau này chúng ta chính là người một nhà. Bỗng nhiên, nhiếp phổ yêu tiến lên, nhìn về phía Diệp oản oản, thấp giọng cười nói. Đúng vậy, phổ yêu, chúng ta sau này là người một nhà. Lúc trước nếu như có chỗ nào đắc tội, xin rộng lòng tha thứ. Diệp oản oản cũng cười cười đáp lại. Bây giờ, nàng đã nhận nhiếp gia chủ mẫu làm nghĩa mẫu, cũng có thể coi như là một vị tiểu thư của nhiếp gia. Không lo không có cơ hội giúp cho nhiếp gia biết được chân tướng chỉ bất quá, nữ nhân này cũng không ngốc, biết tiến biết lùi. Sau khi rời khỏi đại sảnh, nhiếp vô danh vội vàng đuổi theo, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, em gái ngoan, bao lì xì mẹ tôi cho cô, có bao nhiêu tiền. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời sướng sờ, liếc mắt nhìn nhiếp vô danh một cái, có chuyện gì? Em gái ngoan, anh bây giờ là đại ca của em rồi đấy, chúng ta là người một nhà, chia cho anh một chút đi. Nhiếp vô danh đổi cách xưng hô, mặt đầy nụ cười lấy lòng không được mẹ đã nói rồi tôi hiện tại là người của nhiếp gia không thể cho anh một phân tiền nào diệp oản oản vô cùng dứt khoát cự tuyệt nhìn lời này của em mà xem em không phải mang họ diệp sao em cũng không phải họ nhiếp coi như cả nhà của anh chết hết cũng không chết em mà em cũng không tổn thất gì nhiếp vô danh cười nói nghe tiếng diệp oản oản sau khi suy nghĩ một lát lúc này mới nhìn về phía nhiếp vô danh tôi tổn thất tiền sau khi đuổi Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản trở lại phòng khách. Tối nay, ở dưới yêu cầu mãnh liệt của Nhiếp Vô Ưu, cho Diệp Oản Oản một mình một phòng, cũng không được ở cùng với Đường Đường chung một chỗ. Nguyên bản, Đường Đường cũng không đồng ý, nhưng Diệp Oản Oản lại bảo Đường Đường nghe lời. Nếu như Đường Đường thật làm náo loạn lên, cái con hàng giả kia lại có thể giả bộ đáng thương, kêu ầm lên. Điều này sẽ khiến Nhiếp gia chủ mẫu cho rằng vì quan hệ của mình làm cho đường đường và thứ hàng giả kia mâu thuẫn với nhau. Bây giờ, đợt phản công âm thầm của hàng giả cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không để trong lòng. Tương lai còn dài, vẫn là câu nói kia. Muốn chơi, vậy thì chơi tới cùng, ai cũng đừng tự rút lui mới tốt. Lúc đêm khuya, không biết có phải là bởi vì đổi giường mới rồi hay không, Diệp Oản Oản chợt rơi vào trạng thái mất ngủ. Đối với thận phận của mình, Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy hiếu kỳ. Nàng đến tột cùng là ai? Rất nhiều nơi ở Độc Lập Châu, nàng nhìn qua đều thấy có chút quen thuộc mơ hồ. Thật giống như đã từng đi qua Độc Lập Châu. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự là người Độc Lập Châu? Trước mắt, Tu La chủ không chịu thừa nhận mình chính là Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản cũng không có cách nào, không thể từ trong miệng anh ta biết được chân tướng. Từ lúc đến Độc Lập Châu cho tới bây giờ, hết thảy giống như một giấc mộng. Càng kỳ quái hơn chính là từ sau lần trước mình uống rượu xong, không biết đã làm cái gì, không sợ Minh từ trên xuống dưới, đối với thân phận tóc húi cua ca của mình lại không còn nghi ngờ. Chuyện này đích xác có ý vị sâu xa, nếu như nàng không phải là không sợ Minh chủ, với phong cách làm việc của không sợ Minh, làm sao có thể sẽ thần phục nàng. chương 1578, chuẩn bị trở về Hoa Quốc. Gã tam trưởng lão Lý Tư kia là người tàn nhẫn đến bực nào, ngay cả con trai của mình đều có thể hạ sát thủ, nhưng bây giờ lại cúi đầu xưng thần với mình từ ngoài mặt mà xem không có nửa điểm dị tâm căn cứ theo quan sát của nàng lý tư hẳn là đã hoàn toàn thừa nhận chính mình bao gồm cả đám người đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng đồng dạng đối với nàng một mực cung kính thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nói đùa kiểu nửa vời với mình nữa hết thảy các thứ này cũng khiến cho diệp oản oản cảm thấy khó tin nàng đến tột cùng là ai chẳng lẽ trước khi bị mất trí nhớ chính mình thật sự là không sợ mình chủ tóc húi cua ca. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản gọi đến điện thoại của bác đầu. Phong tỷ, trễ như vậy còn gọi điện thoại, có gì cần dặn dò. Bác đầu bắt máy. Cậu ở đâu? Diệp Oản Oản hỏi. Đệ ở tại bệnh viện chăm mẹ đệ đấy. Bác đầu nói. Ở bệnh viện cùng với mẹ của cậu. Diệp Oản Oản hơi sướng sờ. Đúng vậy, đệ trước đó không phải là đã nói rồi sao? Mẹ của đệ bị xe đụng, phải nhập viện. Bác đầu nói. Diệp hoàn hoàn không khỏi nâng tay che chán. Người mẹ này của bác đầu hóa ra là thực sự bị xe đụng. Nàng trước đó vẫn cho là cái gã bác đầu này chém gió, ngờ đâu mỗi một câu đều nói thật. Bây giờ xem ra quả thật chính là mình đã hiểu lầm cậu ta. Chỉ bất quá chuyện này lại cũng không thể trách nàng. Mỗi một câu bác đầu nói cũng không giống như là nói thật. Bác đầu, tôi trước mắt muốn viết một quyển tự truyện có một vài chi tiết cũng không nhớ rõ lắm. tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ bao nhiêu năm trước tôi rời khỏi độc lập châu không? diệp hoàn hoàn cười nói, bốn năm trước, bác đầu đúng sự thật nói, phong tỷ, tỷ viết tự chuyện gì vậy? tỷ nhớ viết cả đệ vào nữa nha. bốn năm, diệp hoàn hoàn lẩm bẩm trong miệng, không cho bác đầu có cơ hội tiếp tục lải nhải, lập tức cúp điện thoại. diệp hoàn hoàn còn nhớ, bốn năm trước cũng là thời gian mà nhiếp gia nhị tiểu thư, nhiếp vô yêu mất tích. Nói cách khác, nhiếp vô ưu và tóc húi cua ca là mất tích cùng một lúc. Chẳng lẽ, nhiếp vô ưu chính là tóc húi cua ca, thân sắc diệp oản oản biến đổi. Nếu như mình là tóc húi cua ca mà nói, vậy thì mình chỉ bất quá, cái ý niệm này mới vừa hiện lên, đã trong nháy mắt bị bóp vỡ. Căn bản là không thực tế, nhiếp vô ưu nếu như quả thật là tóc húi cua ca, nhiếp gia chủ mẫu và nhiếp vô danh, thậm chí toàn bộ nhà họ nhiếp từ trên xuống dưới, cũng không biết lại nói tóc húi cua ca trước đó mấy năm còn mâu thuẫn với nhiếp gia sự tình trùng hợp thật sự là quá nhiều diệp oản oản chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều đã bắt đầu không đủ dùng mà chính mình đến cùng có phải là tóc húi cua ca hay không nàng cũng không cách nào có thể đưa ra được một phán đoán hoàn toàn chuẩn xác hy vọng viện trưởng học viện xích diễm có thể giúp mình khôi phục lại ký ức diệp oản oản khẽ than thở một tiếng lẩm bẩm trong miệng hiện nay Hết thảy đều là tốn công vô ích, chỉ có chính mình khôi phục lại ký ức, tất cả mọi chuyện có lẽ mới có thể có chân tướng rõ ràng. Mà tất cả hy vọng khôi phục lại trí nhớ, chỉ có học viện Xích Diễm. Trừ cái đó ra, Diệp Oản Oản đã âm thầm quyết định, chính mình gần đây hẳn là nên trước tiên trở về Hoa Quốc một lần. Chuyện của Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm không thể kéo dài quá lâu. Hơn nữa, nàng bây giờ đã hoàn toàn nắm không sợ Minh trong tay. Nếu như mình có thể mang theo thế lực không sợ mình trở lại Hoa Quốc, chuyện tư gia làm phản cũng có thể tùy tiện hóa giải. Về phần đám người Diệp y y, để cho bọn chúng lau sạch cái cổ đi đã, chờ đợi mình về làm thịt. Diệp oản oản quyết định, chờ sau khi đến Học viện Xích Diếm báo danh, trở thành học sinh mới của Học viện Xích Diếm, liền có thể quay trở lại Hoa Quốc. Một đêm yên lặng, lúc sáng sớm hôm sau, Diệp oản oản mắt lim dim buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng điện thoại vang chợt theo bản năng nhận điện thoại. Chào buổi sáng. Một tiếng chào đầy ôn nhu từ trong điện thoại truyền ra. Kỳ tu nhiễm. Diệp oản oản nhất thời thẳng đứng sống lưng lên, hoàn toàn không còn buồn ngủ. Tiểu Phong, em nên đến học viện xích diễm báo danh. Kỳ tu nhiễm nhẹ nhàng nói. Trường 1579, ngươi là người nào? Đi học viện xích diễm báo danh. Nghe tiếng, Diệp oản oản hơi sững sờ. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng hẳn là phải cần một khoảng thời gian chưa từng nghĩ đúng là nhanh như vậy ừm tiếng cười khẽ của kỳ tu nhiễm từ trong điện thoại truyền ra đi sớm một chút để tránh gây thêm rắc rối gây thêm rắc rối diệp oản oản hơi có chút cạn lời mình giống như một người thích đi gây rắc rối lắm hay sao được rồi tôi biết rồi vậy còn có chuyện gì sao diệp oản oản hỏi đừng quên đem theo thư tiến cử tôi đưa cho em hơn nữa kêu nhiều nhiều cao thủ không sợ minh đi cùng em một chút. Địa bàn của Tam đại học viện, chung quanh cũng không mấy yên ổn, nếu như em không chê phiền toái, tôi có thể để cho Khô Cốt đi cùng em." Kỳ Tu nhiễm nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Diệp Oản oản theo bản năng lắc đầu một cái, vội vàng nói, "Không cần làm phiền đâu. Tôi trở về không sợ minh, tìm mấy người là được." "Ừ, có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi." Kỳ Tu nhiễm nói xong, cúp điện thoại. Diệp Oản Oản lại tiếp tục nghiêng đầu ngủ thêm chốc lát, sau khi thức dậy rửa mặt, mới đi thỉnh an nghiễm mẫu. Về chuyện mình muốn đi học viện xích diễm báo danh, Diệp Oản Oản cũng không nhắc tới với nhiếp gia chủ mẫu. Tam đại học viện của độc lập châu, đích xác là có chút đặc thù, thuộc về phe trung lập, trên danh nghĩa thì không hề đắc tội với ai, nhưng cũng có thể nói là ai cũng đều bị bọn họ đắc tội. Tam đại học viện tiếp nhận nhiệm vụ của bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả ám sát gia chủ của tứ đại gia tộc, thậm chí ngay cả kỳ hoàng và tu la chủ cũng có tên trên bảng nhiệm vụ của tam đại học viện lính đánh thuê. Mà trừ ám sát ra, còn có rất nhiều nhiệm vụ lính đánh thuê vô cùng ly kỳ cổ quái. Thậm chí, Diệp Oản Oản từng nghe cao tầng không sợ minh nói tới, tại học viện lính đánh thuê, có người muốn lấy một sợi tóc của tu la chủ. Tuyên bố nhiệm vụ đã mấy năm, cho tới bây giờ vẫn không một ai có thể hoàn thành. Mà nhiệm vụ này, thậm chí được thăng cấp lên đến tận trên cấp S cộng. Các thế lực lớn của độc lập châu, đối với học viện lính đánh thuê, cũng không mấy chào đón, nhưng cũng không một bên nào muốn đắc tội với tam đại học viện. Nếu như, Diệp Oản Oản báo cho nhiếp gia chủ mẫu, chính mình đi đến học viện xích diếm, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải sự phản đối của bà. Nếu đã như vậy, tha rằng không nói. Sau khi rời khỏi nhiếp gia, Diệp Oản Oản lái xe trở lại không sợ minh. Sau khi đến không sợ minh, Diệp Oản Oản lúc này mới phát hiện, bắt đầu hôm nay gửi tin nhắn cho mình xin nghỉ, ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Diệp Oản Oản cũng không để ý, lấy đồ trang điểm ra, soi gương trong phòng làm việc, tút, lại nhan sắc một trận. Ước chừng một giờ sau, Diệp Oản Oản nhìn chính mình trong gương, lúc này mới hết sức hài lòng gật đầu một cái, có thể nói là hoàn mỹ. Trang điểm khuôn mặt kiểu này, bảo đảm ngay cả cha mẹ ruột của nàng cũng không nhận ra được nàng là ai. Phong tỉ. Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra, thất tinh mặt không cảm xúc, ôm lấy một chồng tài liệu trong tay đi vào. Diệp Oản Oản mới vừa quay người lại, thất tinh bỗng nhất thời sửng sốt một chút. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại không nói gì. Người nào? Lúc này, thất tinh bước tới một bước, thân hình thoát biến đầy linh hoạt, trong nháy mắt đã đi tới bên người Diệp Oản Oản, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Bên trong phòng làm việc của không sợ minh chủ, lại có thể xuất hiện một nữ nhân vô cùng xấu xí thế này. Thấy thần sắc này của Thất Tinh, Diệp Oản Oản cũng hết sức hài lòng. Xem ra mình cải trang kiểu này đích thực là rất tốt. Ngay cả Thất Tinh cũng không nhận ra mình. Vội cái gì?" Diệp Oản Oản cau mày nói. Nghe tiếng, bàn tay phải của Thất Tinh đang đưa lên tóm lấy Diệp Oản Oản, chợt là khựng lại ở giữa không trung. Bộ dáng kia tuy là nhận không ra, nhưng âm thanh lại hết sức quen thuộc. Phong Phong tỷ, Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản trang điểm khuôn mặt cực kỳ xấu xí, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc khó tin. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 1580, ta muốn đi trà trộn. Ừ, là tôi, Diệp Oản Oản gật đầu. Phong tỷ, tỷ đây là Sau khi xác nhận thân phận của Diệp Oản Oản, Thất Tinh càng thêm kinh ngạc. Vẻ ngoài đang rất đẹp, vì sao lại hóa thành như vậy? Tôi trang điểm kiểu này, cậu thật không nhận ra." Diệp Oản Oản cười hỏi. Nghe tiếng, Thất Tinh lắc đầu một cái, "Phong tỉ, đây là trang điểm sao, để còn tưởng rằng là thuật dịch dung." Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, "Con gái biết trang điểm, có tay nghề cao minh một chút, vốn so với thuật dịch dung cũng không khác gì cả, có được hay không?" "Phong tỷ, tỉ, tỉ thế này hình như là đổi một cái đầu khác." Thất Tinh trầm tư chốc lát, mở miệng nói, "Tôi đây gọi là đổi một gương mặt khác." Diệp Oản Oản liếc mắt lườm Thất Tinh một cái. "Thất Tinh, tài liệu đặt trên bàn, cậu đi gọi đại trưởng lão và tam trưởng lão đến." Diệp Oản Oản mở miệng nói. "Vâng." Thất Tinh gật đầu một cái, đem văn kiện trong tay đặt ở trên bàn làm việc, tiếp sau đó xoay người rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão một thân âu phục màu đỏ cùng tam trưởng lão đồng thời đi vào bên trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản, rất sợ bị rơi lại ở phía sau nửa bước một bước. Minh tam trưởng lão mới vừa muốn mở miệng nhưng sau khi thấy gương mặt trang điểm xấu xí của diệp oản oản xong nhất thời cả kinh sắc mặt âm trầm lạnh giọng gầm lên người nào dám xông vào không sợ minh vội cái gì diệp oản oản lường tam trưởng lão một cái không nhận ra ta sao minh chủ nghe tiếng của diệp oản oản tam trưởng lão mặt đầy mộng bức đây là không sợ minh chủ của bọn hắn làm sao lại đổi một cái đầu ta lập tức phải đi đến học viện xích diễm các người theo ta cùng nhau đi trước, sau khi đến học viện xích diếm, các người mới trở về. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người, thuộc về nhân vật cao tầng của không sợ minh, bình thường rất ít xuất đầu lộ diện, cùng tam đại học viện cũng không hề có giao lưu hay gặp mặt gì cả. Không giống với đám người thất tinh và bắt đầu, tại độc lập châu thuộc về nhóm thành viên tích cực, hết sức dễ dàng bị người khác nhận ra. Minh chủ, ngài muốn đi học viện xích diễm để làm cái gì? đại trưởng lão nhìn diệp oản oản cảm thấy vô cùng khó hiểu trà trộn diệp oản oản mở miệng nàng thân là minh chủ không sợ minh dĩ nhiên là không thể nói với các vị trưởng lão đi đến học viện xích diễm làm học viên chuyện đó mất mặt cỡ nào nếu như nói là trà trộn dường như cũng còn tốt nghe vậy đại trưởng lão và tam trưởng lão lý tư hai mắt nhìn nhau một cái ta gần đây nghe nói có người ở học viện xích diễm tuyên bố nhiệm vụ muốn lấy đầu của ta cho nên ta lấy khuôn mặt hiện tại đi đến học viện xích diễm báo danh giả vờ làm học viên tìm cho ra người tuyên bố nhiệm vụ đó diệt sát cả nhà diệp oản oản bịa đại ra một lý do nghe diệp oản oản nói như vậy đại trưởng lão khẽ mỉm cười chẳng trách đây chính là phong cách của không sợ minh chủ bọn họ thì ra là như vậy tam trưởng lão như có điều gì suy nghĩ người nào lại ngu như vậy dám đi đắc tội với không sợ minh chủ hai người các ngươi qua đây ta cũng hóa trang giúp các ngươi. Diệp Oản Oản hướng về đại trưởng lão và tam trưởng lão ra lệnh. Minh chủ, chúng tôi rất ít khi lộ diện tại độc lập châu, người của học viện xích diếm, hẳn là không nhận ra chúng tôi, cũng không cần cải trang đâu. Đại trưởng lão nói, nói nhảm gì đó, qua đây ngồi. Diệp Oản Oản cau mày nói, để cho an toàn, vẫn là nên đem hai người này hóa trang cho kỹ kỹ một chút, vạn nhất bị nhận ra được, không sợ Minh chủ như nàng ngày sau còn biết làm sao lăn lộn tại Độc Lập Châu. Bất đắc dĩ, đại trưởng lão và tam trưởng lão chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu phản kháng đã vô dụng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho Diệp Oản Oản định đoạt. Sau một lúc giày vò, Diệp Oản Oản nhìn gương mặt đã được trang điểm của hai vị trưởng lão, hết sức hài lòng gật đầu một cái. Nhìn vào trong gương, bộ dạng của hai người thật giống như già đi 10 tuổi. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa hết thảy, đại trưởng lão lại gọi một vị thành viên tinh anh của không sợ minh lên. Vị thành viên tinh anh này, ước chừng khoảng trên dưới lục tuần 60, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, thân thủ có thể nói là vô cùng không tệ. chương 1581, không gọi được mà. Minh chủ, đến lúc đó, hay là chúng tôi không vào trong học viện, vạn nhất bị người khác nhận ra cũng không tiện. Để không khiến người khác nảy sinh nghi ngờ, vẫn là nên để hắn hộ tống minh chủ gia nhập học viện. Đại trưởng lão nói. Được, Diệp Oản Oản đồng tình. Tham, tham kiến minh chủ đại nhân. Lục tuần lão giả nhìn thấy Diệp Oản Oản, thần sắc vạn phần kích động. Đứng ở trước mặt hắn, nữ nhân có gương mặt trang điểm vô cùng xấu xí này, chính là lão đại của không sợ minh, tóc húi cua ca của độc lập châu. Không cần đa lễ, Diệp Oản Oản lại cười nói. Đa tạ minh chủ, lục tuần lão giả gật đầu liên tục. Rất nhanh, một nhóm bốn người, rời khỏi không sợ minh lái xe tiến về hướng học viện xích diếm minh chủ một gã học viên của học viện xích diếm lần trước ám sát cầu tạp trùng nghe nói cũng đã mất tin tức trên xe đại trưởng lão hướng về diệp oản oản mở miệng nói ám sát cầu tạp trùng diệp oản oản thần sắc đầy quái dị học viên nào lại ngốc đến vậy loại nhiệm vụ đi nạp mạng này mà cũng nhận không làm đã không chết rồi không còn tin tức phòng trừng chính là đã bị dịch thủy hàn xử lý cái anh chàng dịch thủy hàn kia tuyệt đối không phải là một chiếc đèn cạn dầu tam đại học viện đều là học viện chuyên đào tạo sát thủ không nhằm vào bất luận một đối tượng nào chỉ cần có nhiệm vụ thích hợp liền sẽ tiếp nhận học viên sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mà có một số nhiệm vụ có độ khó siêu cao thông thường mà nói cơ hồ sẽ không một ai lại đi tiếp nhận thí dụ như các loại nhiệm vụ lấy một sợi tóc của tu la chủ lấy một chiếc nhẫn của kỳ hoàng vậy loại nhiệm vụ lấy mạng của dịch hủy hàn, trừ phi là não bị uống nước rồi, hoặc là chán sống không muốn sống tiếp, nếu không, tuyệt đối không có khả năng sẽ có lính đánh thuê đi nhận nhiệm vụ này. Nửa ngày sau, tam trưởng lão lái xe tới một chỗ dưới chân núi. Một trong tam đại học viện lính đánh thuê của độc lập châu, học viện xích diếm, chính là ở trên núi, hơn nữa cấm tuyệt đối xe cộ đi lại. Bất kỳ người nào tới, chỉ có thể đi bộ để vào học viện. Chính bởi vì nhập ra tùy tục, mấy người chỉ có thể xuống xe đi bộ. Dọc theo con đường này, đúng như kỳ tu nhiễm nói, đích xác là có chút không yên ổn. Học viên tới tham gia khảo hạch lần này, số lượng vô cùng nhiều. Ở nửa đường, Diệp Oản Oản có thể nhìn thấy rất nhiều người bởi vì một lời không hợp mà đánh nhau bể đầu sứt chán. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn tính là Thái Bình, đi một lèo thông suốt không gặp trở ngại. Các người trở về đi thôi, Diệp Oản Oản hướng về đại trưởng lão và tam trưởng lão phất tay nói. Minh chủ, chúng tôi tiến cô lên núi. Tam trưởng lão ý cười đầy mặt. Không cần đâu, trở về đi thôi. Diệp oản oản tiến khách. Tam trưởng lão. Bọn họ hóa trang già như vậy, lại cùng Minh chủ trèo đèo lội suối đi tới chỗ này, chỉ để nói chuyện phiếm với nàng dọc đoạn đường đi cho đỡ chán hay sao? Hai vị trưởng lão làm sao biết được, Minh chủ nhà bọn họ mang theo bọn họ, thật ra chỉ là vì sợ trên đường xảy ra biến cố gì, để cho bọn họ làm vệ sĩ mà thôi nếu như là đã bình an đến chỗ cần đến, bọn họ tự nhiên cũng cần phải trở về. Bất đắc dĩ, đại trưởng lão và tam trưởng lão chỉ có thể rời đi trước. Về phần thành viên tinh anh của không sợ minh, thì lại được cho lưu lại. Tham gia khảo hạch của học viện xích diếm, căn cứ theo tình hình chung mà nói, thế hệ thanh niên các thế lực lớn, đều cần mang theo tộc nhân, người bình thường cũng phải mang theo người nhà. Chỉ vì học viện xích diếm cần biết rõ tình hình gia đình của học viên dự thi, để tránh nhiệm vụ thất bại bị giết, lại không có người nhà giúp nhặt xác. Lão gia tử, ông xưng hô như thế nào? Diệp Oản Oản nhìn vị thành viên tinh anh không sợ Minh đứng ở bên cạnh mình vâng vâng dạ dạ, thấp giọng cười nói. Minh chủ, ngài làm tôi tổn thọ rồi, Minh chủ cứ gọi tôi là tiểu lưu là được rồi. Lão già hết sức lo sợ nói. Diệp Oản Oản, nhìn một lão già hơn 60 tuổi, tự xưng là tiểu lưu. Đây thật là, không gọi được mà, chương 1582, thật là cười chết mất. Như vậy đi, ngươi giả mạo ông nội ta, ta giả mạo cháu gái của ngươi. Như thế nào, Diệp Oản Oản hướng về lão gia tử cười nói. Minh chủ, chuyện này tựa như có chút không ổn thỏa, thuộc hạ vạn vạn không dám. Lão gia tử lắc đầu liên tục, dám gọi không sợ minh chủ là cháu gái, nói dẫn hay sao? Học viện xích diếm, người hẳn là hiểu rõ, người muốn không giả mạo ông nội ta, Ta làm sao trà trộn vào trong đó làm học viên?" Diệp Oản Oản nói. "Chuyện này, lão gia tử tựa hồ là vùng vẫy chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, "Vậy, được rồi, nhưng xin minh chủ ân xá cho thuộc hạ tội bất kính." "Miễn tội, miễn tội, trở về cho ngươi tăng lương, ghi công." Diệp Oản Oản cười nói. "Vâng," lão gia tử khẽ vuốt cầm. "Rất nhanh," Diệp Oản Oản cùng lão gia tử, nhanh chân đi về phía trên núi dọc theo con đường này không ít nam thanh nữ tú thế hệ trẻ các tiểu gia tộc tại độc lập châu ùn ùn xuất hiện như thủy triều cùng tiến về phía trên núi lưu lão là ngươi sao không bao lâu phía sau vang lên một tiếng cười nghe tiếng lão gia tử hướng về phía sau nhìn lại minh chủ đây là trưởng lão một thế gia thuộc địa bàn phụ cận không sợ minh lão gia tử nhẹ giọng hướng về diệp oản oản giới thiệu rất nhanh vị trưởng lão kia mang theo hai người một nam một nữ chậm rãi đi lên lưu lão vị này là lão già nhìn về phía diệp oản oản cháu gái ta lưu lão lãnh đạm mở miệng ồ ngươi lại còn có cháu gái con của ngươi không phải là đã chết nhiều năm sao còn tưởng nhà lão lưu các người tuyệt hậu rồi bất quá nếu chẳng qua chỉ là cháu gái mà nói cũng coi như là tuyệt hậu lão già thấp giọng cười nói nghe câu này sắc mặt lão lưu bỗng biến sắc nhưng cũng không nói thêm gì cả, cũng không muốn gây thêm rắc rối. Lão Lưu, ta thấy người cháu gái này của ngươi gầy yếu như thế, làm sao lại để cho nó tới học viện xích diễm dự thi? Sau này, ta thấy là sớm muộn gì cũng chết trên đường làm nhiệm vụ. Ngươi vẫn là nên sớm dẫn nó trở về đi thôi." Lão già tiếp tục cười nói. "Vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi cả." Lưu lão lạnh giọng nói. "Ha ha, ta cũng là tốt bụng, ngươi không cảm kích liền cũng coi như thôi đi." ngươi nhìn ngươi xem võ đạo bình thường, tifu.vn trình độ võ thuật của cháu gái ngươi khẳng định cũng hết sức bình thường. Học viện xích diếm thân là một trong tam đại học viện lính đánh thuê của độc lập châu, khảo hạch rất nghiêm khắc. ta xem cháu gái ngươi liền ngay cả vòng khảo hạch thứ nhất cũng không qua nổi. lại nói coi như có thể qua tương lai cũng không có tiền đồ gì, còn không bằng để cho nó theo ngươi gia nhập không sợ minh, thành người của không sợ minh, ăn no chờ chết vậy là không có vấn đề gì lão già cười ha ha một tiếng nói xong hai người nam nữ trẻ tuổi sau lưng lão ta sau khi nhìn diệp oản oản một cái mặt đầy vẻ khinh thường cười cười lắc đầu một cái cô gái này xấu vô cùng lấy cái gì tiến vào xích diễm dựa vào gương mặt này đem dám khảo chấm thi dọa cho chết sao cảm ơn sự quan tâm của ngươi lưu lão không mặn không nhạt nói ha ha lưu lão đừng xa lạ như vậy ngươi nhìn cháu trai cháu gái của ta xem lão già cười nói ừ không tệ lưu lão mặt không cảm xúc còn không mau chào hỏi lão già nhìn về phía một nam một nữ bên cạnh chào lưu lão một nam một nữ này đồng thời mở miệng cười nói nghe tiếng lưu lão gật đầu một cái tốt rồi lưu lão không tán gẫu nữa lão già nói xong mang theo một đôi nam nữ hướng về trên núi đi tới thật là cười chết mất loại tướng mạo này cũng không cảm thấy ngại khi suốt đầu lộ diện, xấu hổ mất mặt. Sau lưng lão già, cô gái trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Thật là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, học viện xích diễm là địa phương nào, tùy tiện am yêu a à, cẩu gì cũng đều có dũng khí tới ghi danh sao. Còn muốn trở thành học viên của học viện xích diễm, nằm mơ giữa ban ngày, nam nhân trẻ tuổi cũng cười lạnh một tiếng. Trường 1583, thu hút hào quang cửu hận âm thanh của hai người mặc dù không lớn, nhưng ở phía sau, Diệp Oản Oản và Lưu Lão đều nghe rõ ràng. Lưu Lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, cao mày nói, Minh Chủ, bọn họ thật sự là quá cản rỡ. Lại dám có thái độ như thế đối với ngài. Diệp Oản Oản lại khẽ mỉm cười, dường như cũng không để bụng. Bây giờ, tự mình tiến vào học viện xích diễm báo danh, thân phận cũng không phải là không sợ Minh Chủ, mà là một người bình thường mà thôi. Đối với lời nói của mấy người kia, cũng không cần để ý. Đi thôi, Diệp Oản Oản thấp giọng nói. Vâng, Lưu Lão gật đầu một cái, nếu Minh Chủ cũng không nói gì, hắn ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Dọc theo con đường này, nam nữ trẻ tuổi đến học viện xích diễm báo danh càng ngày càng nhiều, giống như là Thủy Triều. Học viện xích diễm thu nhận học sinh vô cùng nghiêm khắc. Cả ngàn nam nữ trẻ tuổi của độc lập châu này, chỉ sợ cuối cùng có thể được học viện xích diễm cho gia nhập, cũng lác đác không được mấy người. Tại độc lập châu, địa vị và danh vọng của lính đánh thuê tuy là cực cao, nhưng cũng cần phải nhìn xem là từ học viện lính đánh thuê nào đi ra. Học viện lính đánh thuê tại độc lập châu nhiều không đếm xuể, nhưng có tiếng nói và danh vọng, cũng chỉ có tam đại học viện, bao gồm xích diễm trong đó. Diệp Oản Oản đối với hệ thống lính đánh thuê, đích xác có chút hiếu kỳ. Chỉ bất quá, mục đích lần này tới học viện xích diễm, chỉ là để tiếp cận vị viện trưởng kia. Hy vọng viện trưởng có thể hỗ trợ một chút, nhìn một chút có thể khôi phục trí nhớ của mình hay không. Trừ chuyện đó ra, Diệp Oản Oản không có yêu cầu gì khác. Ước chừng hơn một tiếng sau, Diệp Oản Oản và Lưu Lão hai người lúc này mới đi lên núi. Chỗ đỉnh núi chính là trụ sở chính của học viện lính đánh thuê xích diễm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ rộng lớn và khí phái, cũng không tìm ra được từ nào khác để hình dung. Phía trước, cửa chính học viện xích diễm khí thế cực thịnh cũng đã đóng thật chặt. Tại trước cửa học viện Xích Diếm, ước chừng có hơn chục vị trưởng lão cao tầng các thế gia, mang theo người nhà mình chờ ở chỗ này. Rất nhanh, hai người Diệp Oản Oản và Lưu Lão đi vào trong đám người. Giờ phút này, trong đám người, Diệp Oản Oản và Lưu Lão lại có vẻ hơi lạc loài. Nhất là Diệp Oản Oản, trang điểm cực kỳ lè lẹt xấu xí, thu hút ánh mắt của người khác. A, à, bây giờ học viện Xích Diếm, quả thật là người nào cũng đều dám đến nha một vị nữ nhân có tướng mạo không tầm thường trong số đó liếc nhìn diệp oản oản một cái lạnh giọng cười nói nghe tiếng diệp oản oản hơi nhíu mày dù mình đã trang điểm xấu xí đến tột độ như thế vẫn thu hút hào quang cừu hận như vậy là sao ai cũng đều muốn giễu cợt cả sớm biết vậy chính mình đã hóa nam trang cho rồi học viện xích diễm không phải là loại người như ngươi có thể tới từ nơi nào tới liền lăn về lại nơi đó đừng làm dơ bẩn cửa của xích diễm học viện nữ nhân tướng mạo không tầm thường, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng. Càn dỡ! Lúc này, lưu lão nhất thời giận dữ, con nhãi danh tóc vàng này, người có biết vị này. Nhưng mà, còn không đợi lưu lão nói xong, Diệp Oản Oản lại hướng về lưu lão khẽ lắc đầu. Thân phận minh chủ không sợ minh của nàng, nếu không phải là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nếu không, để cho học viện xích diễm biết mình chính là không sợ minh chủ, đừng nói là mình có thư tiến cử của kỳ tu nhiễm, coi như là thư của dịch thủy hàn, thậm chí còn của hội trưởng võ đạo liên minh công hội, cũng không dùng được. Không sợ mình trong một thời gian dài bị tam đại học viện lính đánh thuê xem thành tài liệu giảng dạy về phe phản diện cho học viên mới, hoàn toàn đem bạch phong ma hóa, thật giống như bạch phong chính là nữ ma vương của độc lập châu, bị gán cho cái danh cùng hung cực ác. Làm sao, biết cái con ả à xấu xí này là cái gì? Nữ nhân tướng mạo không tầm thường lườm Lưu lão một cái, lạnh giọng cười nói: "Còn không đợi cô ta mở miệng, sau lưng cô, một người đàn ông mặc tây trang màu đen, lạnh lùng nói: "Không nên cùng người khác tranh luận." Chương 1584, bị chặn ngoài cửa. "Thiếu gia, thứ người như vậy có tư cách gì vào học viện lính đánh thuê?" "Thiếu gia sau này trở thành học viên của học viện lính đánh thuê, chẳng lẽ thật sự muốn cùng thứ người như vậy làm bạn học sao?" Cô gái nhỏ giọng nói. Nghe câu này, người đàn ông nọ mặt không cảm xúc, liếc mắt nhìn cô ta một cái, cho nên, cô cho rằng, tùy tiện người nào, cũng có thể thông qua khảo hạch nghiêm khắc của học viện xích diễm như vậy sao? Dĩ nhiên là không phải, coi như là thiếu gia ngài, lần trước cũng không được học viện xích diễm thu nhận. Nữ nhân vội vàng nói. Ha ha, ngay cả vương thiếu gia lần trước cũng bị học viện xích diễm cự tuyệt, loại nữ nhân xấu xí này, làm sao có thể thi đậu được? học viện Xích Diễm là nơi nào, một trong những thánh địa của lính đánh thuê. Mỗi một lần đều có hơn ngàn người tới khảo hạch, chúng tuyển được bao nhiêu. Một người đàn ông vóc người thấp lùn trong đám cười nói. Lúc này, nữ nhân tướng mạo không tầm thường chán ghét nhìn về phía Diệp Oản Oản, không có thân phận, không có bối cảnh, một con nhãi danh xấu xí, còn vọng tưởng muốn tiến vào học viện Xích Diễm, thật là buồn cười. Bất quá, đi tới học viện Xích Diễm được có thêm kiến thức, cũng đã đủ cho người chém gió cả năm với bạn bè. Diệp hoàn hoàn âm thầm lắc đầu, nữ nhân này bị ngu sao? sao lại cứ như một con chó điên vậy? đối với thứ người như vậy, Diệp hoàn hoàn đừng nói là tranh chấp, ngay cả hứng thú phản ứng lại cũng không hề được kích thích một xíu mảy may nào. kỳ quái, cửa chính học viện xích diễm làm sao lại đóng? lúc này lại có không ít nam nữ trẻ tuổi tới học viện xích diễm khảo hạch, đi lên núi. sau khi nhìn thấy học viện xích diễm đóng cửa, sắc mặt hơi kinh hãi trước đó đã có thật nhiều người tới khảo hạch đều đã tiến vào làm sao lại đem chúng ta nhốt ở bên ngoài chẳng lẽ là đã bỏ lỡ thời gian một số người sắc mặt thấp thỏm minh chủ ngài ở chỗ này chờ chốc lát tôi đi hỏi thăm một chút lưu lão hướng về diệp oản oản cung kính mở miệng được rồi diệp oản oản gật đầu lúc này lưu lão hướng về phía học viện xích diễm nhanh chân bước đến lần ghi danh này đã kết thúc chờ lần tiếp theo quay trở lại từ bên trong học viện xích diễm đi ra một người đàn ông trung niên ăn mặc mộc mạc thấy lưu lão ở trước cửa nhìn hắn lạnh giọng mở miệng kết thúc không chỉ là lưu lão một số nam thanh nữ tú của các thế gia vừa mới tới đều sửng sốt một chút không sai người đàn ông trung niên nói học viện xích diễm mỗi một đợt thu nhận học sinh đều có hạn chế về thời gian các ngươi đã bỏ lỡ thời gian nếu muốn ghi danh chỉ có thể quay trở lại vào lần kế tiếp. Làm sao có thể như vậy? Vị nữ nhân tướng mạo không tệ trước đó, xài bước đi lên trước, thiếu gia của chúng ta chính là vương đại thiếu gia, phải nhường đường cho thiếu gia của chúng ta vào trong. Nghe câu này, người đàn ông trung niên của học viện xích diễm lạnh nhạt lườm ả à ta, ngươi là đang giỡn với ta hay sao? Không được vô lễ. Giờ phút này, người đàn ông liền vội vàng tiến lên, quát cô gái có tướng mạo không tầm thường nọ một tiếng lúc này hắn ta hướng về người đàn ông trung niên nói tôi đã đến ghi danh hai đợt rồi có thể châm trước một chút hay không cho một cơ hội để cho tôi vào trong ghi danh lần tiếp theo quay trở lại người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng một nam một nữ này chẳng lẽ là nghe không hiểu tiếng người chuyện này nam nhân nhíu chặt chân mày cũng không dám tiếp tục nói thêm gì cả thiếu ra cứ vậy đi học viện xích diễm không thông tình đạt lý như vậy chúng ta đến học viện lính đánh thuê khác. Cũng không phải là chỉ có mỗi mình bọn họ, bọn họ không thu nhận thiếu gia là tổn thất của bọn họ. Cô gái lạnh giọng mở miệng. Không được nói bậy, nam nhân trợn mắt trường nữ nhân một cái. Lúc này, không ít nam nữ trẻ tuổi vì tới trễ mà bị chặn ngoài cửa ở đây, đồng loạt nhìn về phía vương thiếu gia và nha hoàn của hắn ta. Trường 1585, Thư Tiến Cử của Kỳ Hoàng Ả à, nha hoàn của vương thiếu gia này, quả thật là có cá tính, ngay cả người của học viện xích diếm cũng dám hận. Giờ phút này, lưu lão cũng liền vội vàng tiến lên, hướng về người đàn ông trung niên cười nói, có thể châm trước một chút hay không? Minh, à, cháu gái của tôi đã chạy thật lâu, treo đèo lội suối, thật vất vả mới đi lên được tới đỉnh núi. Bỏ lỡ thời gian, chỉ có thể chờ lần kế tiếp. Người đàn ông trung niên nói, nhưng mà, cháu gái của tôi thật sự rất mạnh, học viện xích diếm thu nhận cô ấy, tuyệt đối giống như là nhặt được bảo vật chân quý. Lưu lão vội vàng nói. Đùa gì thế, đây chính là không sợ minh chủ đấy. Học viện xích diễm thật sự ngay cả đại nhân vật như vậy cũng đều không thu nhận. Chỉ bởi vì bỏ lỡ thời gian. Lời này của Lưu lão vừa nói ra, người của không ít thế gia gần đó đồng thanh cười to. Ha ha, lão nhân gia này, thật là tự tin, rốt cục là dũng khí từ đâu tới. Ngay cả vương thiếu gia, bởi vì bỏ lỡ thời gian cũng bị cự tuyệt, Đừng nói chi là loại người không có thân phận, không có bối cảnh này. Ha ha, lão nhân gia, ông rốt cuộc có biết học viện xích diễm là nơi nào không? Nơi này là thánh địa lính đánh thuê, sẽ phải giết người, là nơi sẽ xảy ra án mạng, cũng không phải là loại trường học chuyên dạy kiến thức phổ thông đâu. Lão nhân gia, ông có phải là dẫn cháu gái mình đến lộn chỗ rồi hay không? Ta thấy lão đầu này và cháu gái ông ta đều là loại người không biết gì. 8 phần 10 đã xem học viện xích diễm giống như những trường học thông thường khác. Lão già kia, học viện lính đánh thuê là nơi tuyên bố các nhiệm vụ giết người, hoặc cũng làm những việc vô cùng nguy hiểm. Ông trước hết phải tìm hiểu cho rõ ràng, đừng nói là cháu gái của ông, coi như là cái loại tầng thứ như vương thiếu gia, bỏ lỡ thời gian chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Lúc này, nữ nhân tướng mạo không tầm thường, chán ghét liếc nhìn Diệp Oản Oản và Lưu Lão một cái, các người cũng không nhìn lại một chút chính mình là loại vật gì, ngay cả thiếu gia nhà chúng ta cũng không vào được, các ngươi cũng muốn đi vào. Loại phế vật thuộc tầng đáy của chuỗi thức ăn. Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp đi thẳng về phía người đàn ông trung niên của học viện xích diễm. Chào ngài, Diệp Oản Oản nhẹ nhàng cười nói. Nói cái gì cũng đều vô dụng, người đàn ông trung niên có chút hơi mất kiên nhẫn nói. Đừng nóng vội, Diệp Oản Oản đem thư tiến cử của kỳ tu nhiễm lấy ra, chợt đưa cho người đàn ông trung niên. Thấy vậy, chân mày người đàn ông trung niên hơi hơi nhíu lại, làm sao, muốn hối lộ ta. Hối lộ thì không phải, không bằng trước tiên ông cứ xem một chút đã. Có lẽ, sau khi xem xong, ngài sẽ thả cho tôi tiến vào cũng chưa biết chừng. Diệp Oản Oản cười nói. Tư tiến cử của kỳ tu nhiễm rốt cuộc có hữu dụng hay không, Diệp Oản Oản cũng không rõ lắm. Ngược lại ngựa chết thành ngựa sống, vào trong được là tốt nhất, không vào được cũng không còn cách nào, cũng chỉ có thể quay trở về. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đem thư tiến cử mở ra. Bất quá chỉ trong vòng mấy hơi thở, thần sắc nam tử trung niên lại bỗng nhiên biến đổi. Đây là... Trong mắt người đàn ông trung niên hiện ra vẻ kinh ngạc. Thư tiến cử của kỳ hoàng, phần đáy có con dấu riêng của anh ta, không sai. Nữ nhân tướng mạo vô cùng xấu xí trước mặt này, lại là do kỳ hoàng đích thân tiến cử. Thậm chí, từ ngôn ngữ trong thư tiến cử mà xem, kỳ hoàng đối với người này hết sức coi trọng. Ở trong học viện xích diễm, không ít huấn luyện viên, thậm chí còn là nhân vật cao tầng, đều có quan hệ lợi ích liên đới cực lớn với kỳ hoàng. Kỳ hoàng tự mình đề cử, phần thể diện này, không thể không cấp cho. Ha ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm, người đàn ông trung niên vỗ vai trái diệp oản oản một cái, tiểu cô nương, đến đây, mời cô và ông nội của cô theo tôi vào trong. Lời của người đàn ông trung niên vừa dứt tiếng, nụ cười nhạo trên mặt mọi người tại đây trong nháy mắt cứng đờ, đồng loạt lộ ra thần sắc khó tin. Đa tạ, chuyện này sẽ không ảnh hưởng quy củ của học viện xích diếm chứ. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, mở miệng hỏi. Trường 1586 là người ngươi không chọc nổi. Sẽ không, làm sao sẽ ảnh hưởng quy củ của học viện xích diếm được. Quy củ là vật chết, người là vật sống. Người đàn ông trung niên nói, Thấy vậy, Lưu Lão Ý cười đầy mặt, không hổ là minh chủ nhà bọn họ. Tóc húi cua ca của độc lập châu, học viện xích diếm thì thế nào, thể diện cũng phải cấp cho. Dưới ánh mắt đầy rúng động của mọi người, người đàn ông trung niên của học viện xích diếm, tự mình giúp Diệp Oản Oản mở cửa chính ra, để cho hai người Diệp Oản Oản và Lưu Lão tiến vào. Chuyện này, à ta dựa vào cái gì mà có thể đi vào? Nữ nhân tướng mạo không tầm thường, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản tiến vào học viện xích diếm, lập tức hướng về người đàn ông trung niên của học viện xích diễm cả giận nói làm sao người có ý kiến gì không người đàn ông trung niên lạnh giọng nạt đương nhiên là có loại phế vật đó đều có thể vào thiếu ra nhà ta sao lại không cho vào nữ nhân cười lạnh người đàn ông trung niên lường cô ta một cái ha ha tiểu cô nương đừng nói là ngươi coi như là thiếu ra nhà các ngươi thì như thế nào sợ rằng ngay cả một cái ngón chân của người ta cũng không sánh nổi ngay cả một cái ngón chân của nữ nhân kia cũng không sánh nổi nói đùa sao thiếu gia cái gã giữ cửa này nhất định là đã nhận hối lộ của thứ phế và tầng chót chuỗi thức ăn đó cô gái liền vội vàng nói với vương thiếu gia lời này vừa nói ra mọi người như có điều gì suy nghĩ cơ hồ đều tin cô ta hẳn là chỉ có cách nói này mới lý giải được đi nếu không cô gái kia dựa vào cái gì có thể vào càn rỡ nghe tiếng hàn quang trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên, từ trong túi lấy ra giấy hành nghề của mình. Sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận xong, sắc mặt đám người vương đại thiếu ra trong nháy mắt biến đổi. Con bà nó, đại nhân là huấn luyện viên của học viện Xích Diễm. Huấn luyện viên học viện Xích Diễm sẽ nhận hối lộ, đùa gì thế, ai có thể hối lộ được huấn luyện viên. Má của ta ơi, nữ nhân xấu xí kia rốt cuộc có thân phận gì, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ cả. Chẳng lẽ, lời huấn luyện viên xích diễm nói là sự thật, coi như là vương thiếu gia, sao ra cũng không bằng một đầu ngón chân của cô gái kia. Quá hư cấu rồi đi. Ha ha, dùng não nghĩ cũng biết, có thể khiến cho huấn luyện viên học viện xích diễm không tiếc tự mình phá hư quy tắc, cũng phải để cho người ta tiến vào ghi danh. Thân phận của nữ nhân kia, khẳng định không tầm thường. nha hoàn của vương thiếu gia, lấy dũng khí từ đâu tới lại cùng người ta khiêu khích, thật là chết cũng không biết chết thế nào. Còn bà nó, trước đó ở à nha hoàn kia, nói lời khó nghe như vậy, người ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bằng nửa mắt. Bây giờ nghĩ lại, cô gái kia nào có sợ Vương thiếu gia? Căn bản là hoàn toàn không nhìn có được không? Phỏng chừng là tầng thứ chênh lệch quá nhiều, người ta căn bản không có hứng thú phản ứng lại. Giờ phút này, sắc mặt âm trầm của cô gái kia thật giống như có thể chảy ra nước, hung tợn nói, chỉ là một thứ phế vật tầng chót mà thôi, có thể có thân phận gì? Nhưng mà huấn luyện viên học viện xích diễm lại nhìn về phía cô ta tiểu cô nương làm nha hoàn cũng phải có một chút giáo dục và kiến thức trong đầu rỗng tuếch đừng để cho sự ngu xuẩn của mình hại ngươi hại vương gia hôm nay ta đoán chừng người suýt chút nữa đã khiến cho vương gia bị hủy diệt coi như là toàn bộ vương gia các ngươi trong mắt người con gái mà ngươi gọi là xấu xí nọ cũng chả là cái cóc khô gì chẳng trách người ta xem ngươi như là không khí huấn luyện viên học viện xích diễm dứt lời cười lạnh một tiếng, chợt mở cửa chính ra, chậm rãi đi vào. Quynh, một tiếng, lần nữa đem lớn cửa đóng lại. Chuyện này, làm sao có thể? Cô gái phảng phất như quả cầu xì hơi. Chật chật chật, cô gái xấu xí kia nhất định là một đại nhân vật nào đó. Chỉ nghe chó hướng về sư tử sủa ầm lên, chưa từng thấy sư tử thèm gầm gừ với lũ chó bao giờ. Giải thích hoàn mỹ. Chương 1587, Học viện Xích Diễm ha ha ha, vương thiếu gia, nhà hoàn này phục vụ ngươi không tệ nha, loại địa phương này cũng đều dẫn cô ta theo. Bất quá cũng phải biết mình biết ta, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, vương gia các ngươi, coi chừng sẽ có kết quả rất thê thảm đấy nhé. Thiếu gia, cô gái nhìn về phía vương thiếu, mới vừa muốn mở miệng nói gì đó, lại chỉ thấy vương thiếu trở tay đánh một bà tai, hung hăng vào vào mõm của ả à ta. Vương thiếu sắc mặt âm trầm, nữ nhân mới vừa rồi kia, rốt cuộc có thân phận bực nào, chẳng lẽ thật sự sẽ mang lại cho vương gia tộc của bọn họ tai họa sao? Giờ phút này, Diệp Oản Oản và Lưu Lão đã đi vào bên trong học viện xích diễm. Bên trong học viện, so với khuôn viên các trường đại học cao đẳng tại Hoa Quốc, vẫn có tranh lệch nhất định, bầu không khí càng thêm cổ kính. Vòng ngoài của học viện, ước chừng có hơn ngàn nam thanh nữ tú đến ghi danh. Diệp Oản Oản đi theo huấn luyện viên, lẫn vào trong đám người. Mà hơn ngàn người này cũng chia ra làm 10 nhóm, mỗi nhóm đại khái hơn trăm người, phân biệt đi về những phương hướng khác nhau. Diệp Oản Oản chính là bởi vì có quan hệ với huấn luyện viên xích diễm, được phân vào nhóm thứ nhất. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên xích diễm, đám người Diệp Oản Oản đi tới một thao trường vô cùng rộng lớn. Trong nhóm thứ nhất, phần lớn đều là nam nữ hậu bối của các đại thế gia khá nổi tiếng tại độc lập châu, đều có quen biết nhất định lẫn nhau. Mau nhìn, không biết là ai kêu một tiếng, mọi người theo bản năng hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi vóc người cao gầy, mặt mũi không tầm thường, chậm rãi đi về phía bên này. Mạnh Khả, viên ngọc quý trên tay gia chủ Mạnh gia Độc Lập Châu. Mạnh gia Độc Lập Châu, con bà nó, lai lịch không nhỏ nha, cô nàng Mạnh Khả này nghe nói là thiên tài võ thuật, thời điểm còn chưa trở thành lính đánh thuê, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ có độ khó tương đương nhiệm vụ cấp A đấy. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Khả đã đi vào trong đám người, hướng về huấn luyện viên xích diếm khẽ vuốt cằm. Diệp Oản Oản nhìn từ phía, không thể không nói, học viện xích diếm này, quả thực không phải là có tiếng mà không có miếng, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi ghi danh, gia da cảnh đều hết sức không tệ, nghe nói thiên phú cũng vô cùng cường hãn. Ha ha, lưu lão, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, quả nhiên mang theo cháu gái của ngươi tới đây. Còn không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, Gã trưởng lão trước đó diễu cợt lưu lão đã nhanh chân đi tới, cháu gái và cháu trai cũng cùng ở một bên. Lưu lão hơi mất kiên nhẫn lườm lão già kia một cái, lời tiếp tục nói nhảm với hắn, cũng không biết hắn ta rốt cuộc đang muốn khoe khoang cái gì. Lưu lão không khỏi âm thầm cười lạnh, nếu như lão đầu này biết người, cháu gái, này của mình chính là không sợ minh chủ lẫy lừng độc lập châu mà nói, có còn phách lối đến như vậy hay không? Một bên, bốn phía chung quanh mạnh khả đã bị bao phủ bởi không ít nam nhân trẻ tuổi, phần lớn đều làm ra vẻ như thể là một vị hộ hoa sứ giả chân chính. Trật tự. Lúc này, huấn luyện viên xích diễm đi tới phía trước. Trên quảng trường có không ít chỗ ngồi, đều tìm một vị trí ngồi xuống đi. Huấn luyện viên xích diễm mở miệng. Nghe tiếng, cả đám người, bao gồm cả mạnh khả trong đó, đồng loạt ngồi xuống. Rất nhanh, mọi người nhận được một phần đề thi. Đây là khảo hạch cơ bản nhất, nếu như bài thi không đạt, lập tức sẽ bị trục xuất khỏi học viện Xích Diễm. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nội dung trên bài thi, mặt đầy mộng bức. Ở trong mắt lính đánh thuê, bất kỳ thế lực nào đều chiếu theo cấp bậc để phân chia, bao gồm cả cổ tộc, tứ đại thế gia và cả không sợ minh các loại. Trừ việc phải đánh dấu phân chia đẳng cấp các thế lực chính xác ra, còn có chi tiết của thật nhiều nhiệm vụ lính đánh thuê. Hoàn toàn xem không hiểu. Diệp Oản Oản không khỏi nâng tay che chán, bài tập kiểu này làm không nổi. Cô không cần làm đâu, cùng tôi rời đi. Rất nhanh, huấn luyện viên học viện Xích Diếm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, dẫn Diệp Oản Oản và Lưu lão rời khỏi quảng Trương. trường. Chương 1588, nam nữ nằm chung. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản và Lưu lão đi tới chỗ ghi danh của học viện Xích Diễm. Cô tên là gì? Một ông lão trong số đó nhìn về phía Diệp Oản Oản diệp oản oản suy nghĩ một chút trả lời diệp oản oản ông thì sao sau đó lão già nhìn về phía lưu lão lưu đức thừa lưu lão cười nói cô ấy là cháu gái của ông lão già sửng sốt một chút đúng 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 là cháu gái tôi lưu lão gật đầu ông tên là lưu đức thừa cô ấy tên là diệp oản oản cô ấy là cháu gái của ông lão già hơi nhíu mày à đứa nhỏ này từ nhỏ cha mất mẹ tái giá, theo họ diệp của mẹ. Lưu lão nói xạo không chấp mắt. Được rồi, lão già bất đắc dĩ, chỉ có thể chấp nhận cách giải thích này. Diệp oản oản, cô là do kỳ tu nhiễm đích thân đề cử, cho nên không cần tham gia khảo hạch. Sau này cô chính là học sinh mới của học viện xích diễm, lính đánh thuê cấp D. Đây là đồng phục học sinh của cô, còn có giấy chứng nhận hành nghề của học viện xích diễm. Lão già đem mấy thứ đưa cho Diệp oản oản. Cảm ơn diệp oản oản khẽ mỉm cười không thể không nói danh hào của kỳ tu nhiễm thật sự rất hữu dụng huấn luyện viên của cô sẽ dẫn cô đến phòng ký túc xá còn nữa bối cảnh gia đình của cô chúng tôi đã giúp cô đăng ký rồi bảo ông nội cô trở về nhà đi lão già nói sau khi tiến lưu lão đi xong diệp oản oản đi theo huấn luyện viên xích diễm đến phòng ký túc xá ha ha diệp oản oản cô và kỳ hoàng có quan hệ như thế nào vậy nửa đường huấn luyện viên xích diễm hỏi bằng hữu diệp oản oản trả lời ừ không có việc gì xin hãy nói tốt giúp tôi vài tiếng trong tay tôi có không ít đồ tốt có lẽ kỳ hoàng sẽ cảm thấy hứng thú đấy cô cũng biết loại huấn luyện viên sơ cấp như chúng tôi này thu nhập hơi thấp huấn luyện viên cười nói diệp oản oản vâng lần sau có cơ hội nhất định tôi sẽ giúp huấn luyện viên tiến cử trong lúc nói chuyện diệp oản oản đi ngang qua một khu nhà toàn là biệt thự điều kiện ở đây cũng quá là tuyệt vời đấy chứ diệp oản oản thần sắc kinh ngạc học viên học viện xích diễm đều ở biệt thự đúng vậy dù sao cũng là một trong tam đại học viện lính đánh thuê huấn luyện viên đáp vậy tôi ở căn biệt thự nào diệp oản oản không khỏi có chút mong đợi cô đẳng cấp của cô tạm thời không đủ những thứ này đều dành cho học viên lính đánh thuê cấp a trở lên cư trú Huấn luyện viên cười nói: "Diệp Oản Oản, tụt hết cả hứng." Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Diệp Oản Oản đi tới một khu túc xá. Đi vào một căn phòng cũ nát, bên trong gian nhà vô cùng đơn sơ, có chừng khoảng mười mấy, hai chục chiếc giường. "Cô tùy tiện chọn một cái giường đi." Huấn luyện viên nói. "Học sinh mới chúng tôi chỉ ở nơi như này?" Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc, không chịu đâu, nàng muốn ở biệt thự cơ, coi như cấp bậc không đủ cho nàng một căn phòng đơn, có được hay không? Không phải là học viên mới, mà tất cả lính đánh thuê cấp D đều ở trong loại phòng túc xá tương tự thế này. Túc xá này của cô có điều kiện coi như khá tốt rồi, ít nhất còn có quạt máy đấy. Huấn luyện viên cười nói. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể tùy ý chọn đại một cái giường, đem hành lý của mình thả ở phía trên. Chờ một chút, ở đây làm sao lại còn có giày của đàn ông? Diệp Oản Oản gọi huấn luyện viên lại ồ chuyện này rất bình thường mà dường chung rất lớn đều để cho nam nữ nằm chung huấn luyện viên nói như đúng rồi nam nữ nằm chung thế này cũng quá không an toàn quá bất tiện rồi đi chân mày diệp oản oản nhíu sâu lại nghe câu này huấn luyện viên quan sát diệp oản oản chốc lát cười nói thật ra thì đối với cô chính là rất an toàn ý của tôi là tất cả học viện lính đánh thuê đều là như thế tuyệt đối sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì nhiệm vụ sau này của các người sẽ càng thêm gian khổ, cái này đã tính là gì, chịu khó làm quen một chút đi. chương 1589, nhiệm vụ cấp S Diệp Oản Hoàn thề với cái bóng đèn, nàng nhất định phải lập tức, ngay lập tức, trở thành lính đánh thuê đẳng cấp cao, để ở những căn phòng biệt thự rộng lớn như đại dương kia. Oản Oản, cô chỉ ở tạm vậy thôi, cô là do kỳ hoàng tự mình đề cử, tôi tin tưởng, với thực lực của cô, trở thành lính đánh thuê đẳng cấp cao là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, đổi sang biệt thự ở, lính đánh thuê đẳng cấp cao, ví dụ như cấp S, ngoại trừ biệt thự, còn có quản gia riêng, người giúp việc, người hỗ trợ cùng luyện võ, v.v. V. Huấn luyện viên mặt đầy thần bí nói. Diệp Oản Oản, nàng muốn trở thành lính đánh thuê cấp S. Làm thế nào mới có thể trở thành lính đánh thuê cao cấp? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê học viện xích diếm có chỗ phân phối nhiệm vụ từ cấp ss đến cấp d đều được ban bố ở đây hoàn thành nhiệm vụ có cấp bậc càng cao số lần càng nhiều tốc độ tăng lên càng nhanh huấn luyện viên giải thích không đợi diệp oản oản mở miệng huấn luyện viên lại nói cô trước tiên hãy làm quen một chút với hoàn cảnh bên này tôi đi trước có cái gì không biết có thể tới phòng giáo viên tìm tôi nói xong huấn luyện viên xoay người rời đi diệp oản oản cũng không dừng lại đi ra khỏi phòng tại học viện xích diếm diệp oản oản dọc theo con đường này thấy không ít nam nữ trẻ tuổi màu sắc trang phục của mỗi người không giống nhau diệp oản oản là lính đánh thuê cấp d trên người là một bộ đồng phục học viên màu xám mà lính đánh thuê cấp s nghe nói là màu hoàng kim cấp a là màu đen cấp b là màu trắng cấp c là màu vàng loại lính mới cấp d như diệp oản oản này chính là màu xám diệp oản oản không khỏi cảm thán học viện lính đánh thuê thật sự là chế độ phân chia cấp bậc rõ ràng, giống như một chiếc kim tự tháp. Nếu muốn đạt được gì, liền lấy thực lực để đổi, quy tắc nguyên thủy nhất. Chỉ bất quá, đến hiện nay, trang phục hoàng kim màu vàng ống, Diệp Oản Oản vẫn chưa nhìn thấy được một cái. Dù là lính đánh thuê cấp A, Diệp Oản Oản cũng chỉ thấy được một người. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới khu phân phối nhiệm vụ. Nơi này đầy ắp cả người, phần lớn mặc trang phục lính đánh thuê cấp C màu vàng lính đánh thuê cấp d cũng chiếm không ít cấp c trở lên số người hơi ít đối với diệp oản oản cải trang xấu xí mọi người cũng không hề có bất kỳ ánh mắt khác thường nào sư muội cô là người mới tới trong lúc diệp oản oản có chút mê mang một vị thiếu niên ngữ khí ôn hòa hướng về diệp oản oản cười nói thiếu niên mặc trang phục màu vàng lính đánh thuê cấp c vâng đúng thế diệp oản oản nói được rồi sư muội tôi gọi là hàn vân tôi giới thiệu cho cô một chút nơi này là khu nhiệm vụ có nhiệm vụ lính đánh thuê từ cấp ss đến cấp d nhiệm vụ lính đánh thuê cấp d tương đối đơn giản một chút mà từ cấp d trở lên một khi thất bại là có thể bỏ mạng tôi khuyên sư muội trước tiên hãy bắt đầu thích ứng với nhiệm vụ cấp d trước thiếu niên hàn vân cười nói cảm ơn tôi hiểu rồi diệp oản oản hướng về hàn vân khẽ mỉm cười đầy cảm kích sau đó ánh mắt của diệp oản oản hướng về bảng nhiệm vụ quan sát Nhiệm vụ cấp SS, hủy diệt không sợ minh, nhận được 10.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nhiệm vụ cấp S cộng, hộ tống tín vật, rất có thể sẽ bị thế lực A tu la uy hiếp khai chiến, nhận được 7.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nhiệm vụ cấp A, đi Hoa Quốc, tiêu diệt nhóm lính đánh thuê đào ngũ, nhận được 5.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Nhiệm vụ cấp S, lấy một chiếc nhẫn trên tay của kỳ hoàng, nhận được 5.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự nhiệm vụ cấp s lấy một sợi tóc của tu la chủ diệp oản oản hoa cả mắt nhìn nội dung trên bảng phân phối nhiệm vụ không khỏi có chút đầu váng mắt hoa lấy một chiếc nhẫn của kỳ hoàng và tóc của tu la chủ là cái quỷ gì lại có thể cũng là nhiệm vụ cấp s cái này cũng có thể bỏ mạng sao chính mình dùng nửa phút cũng lấy được có tin hay không lòng diệp oản oản tràn đầy hiếu kỳ lấy một sợi tóc của tu la chủ nhiệm vụ kỳ lạ như vậy đến tột cùng là ai tuyên bố Vậy mà đến bây giờ vẫn còn chưa hủy bỏ. Chương 1590, quả thực là được thiết kế dành riêng cho nàng. Nhìn xuống dưới chút nữa, Diệp Oản oản nhất thời cười sặc. A, à, đánh bại bắt đầu của Không Sợ Minh, cần lấy video làm chứng. A, à, đánh bại thất tình của Không Sợ Minh, cần lấy video làm chứng. A, à, đánh bại một vị thành viên cấp tinh anh Không Sợ Minh, cần lấy video làm chứng. Pet, cướp đoạt vật phẩm đặc biệt tại trụ sở chính không sợ minh. Pet, giáo huấn nhân vật cấp bậc trưởng lão không sợ minh. Diệp oản oản cười tâu tuét, ôi, quả thật là nhiệm vụ, nguy hiểm đến cực độ, à nha. Sư muội, lúc này, Hàn Vân hơi nhíu mày, cô sẽ không phải là cảm thấy có hứng thú đối với những nhiệm vụ cấp A, thậm chí là cấp S đấy chứ. Tạm được, Diệp oản oản cười nói. Nghe Diệp oản oản và Hàn Vân nói chuyện, không ít học viên lính đánh thuê chung quanh lập tức nhìn về nơi này. Vị tiểu sư muội mới vừa gia nhập học viện xích diễm này, lại còn nói chính mình cảm thấy hứng thú đối với nhiệm vụ cấp S và cấp A. Nếu muốn chết cũng không cần phải làm như vậy. Nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A, coi như là lính đánh thuê cấp A nhận, tỷ lệ thất bại cũng là cực cao, hơn nữa cần phải tập hợp thành một tổ đội để tiến hành. Cấp S, sợ rằng yêu cầu cả một đại quân mới mong hoàn thành. Trừ giá trị vũ lực ra, còn cần chú trọng đến chiến lược. Nếu muốn một mình hoàn thành, xác suất cực kỳ thấp. Vị học muội này, cô trước tiên nên tìm hiểu một chút, cấp S và cấp A rốt cuộc là khái niệm gì rồi hắn nói, đừng vì nóng vội mà đi chịu chết. Một người đàn ông mặt không cảm xúc hướng về Diệp Oản Oản khuyên nhủ. Đối với lập luận nghe có chút coi thường của người đàn ông này, Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý. Dù sao mình trước mắt vẫn là một lính đánh thuê cấp D, anh ta hẳn là cũng có lòng tốt mà khuyên can. Diệp Oản Oản lại nhìn một số nhiệm vụ cấp A và cấp S khác, đích xác là nhiệm vụ đòi mạng toàn tập. Chính mình cũng không dám tiếp, nhưng loại nhiệm vụ như đánh bắt đầu một trận này. Quả thật là loại nhiệm vụ được thiết kế dành riêng cho nàng, có được không? Trừ cái đó ra, còn nhiệm vụ đi hoa quốc đó cũng đặc biệt thích hợp với mình. Vừa vặn, Diệp Oản Oản trước đó cũng dự định, sau khi tiến vào học viện lính đánh thuê xích diếm, liền tìm cơ hội quay trở lại Hoa Quốc nếu như mình nhận đi hoa quốc đánh tàn đám lính đánh thuê đào ngũ, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, số người đào ngũ có bao nhiêu, đẳng cấp gì, Diệp Oản Oản đều cần phải thanh trừ, nếu không cũng không thể tùy tiện tiếp nhận. Sư muội cô vẫn là nên xem trước một vài nhiệm vụ cấp đê đi đã, những loại nhiệm vụ lính đánh thuê đẳng cấp cao kia, thật sự rất nguy hiểm. Rất nhiều vị sư huynh thực lực mạnh mẽ, họp thành tổ đội đi, cũng có thể bị tiêu diệt toàn bộ. Hàn Vân nhiều lần dặn dò Diệp Oản Oản học viên mới đều tương đối không biết gì loại tình huống này mọi người cũng không phải là lần đầu tiên thấy học sinh mới của mỗi khóa đều sẽ có người không biết trời cao đất rộng cho rằng mình là vô địch thiên hạ thường xuyên sẽ nhận một số nhiệm vụ hết sức nguy hiểm thậm chí đã từng có lính đánh thuê cấp d tiếp nhận nhiệm vụ cấp sss sau đó liền không có sau đó nữa rồi cái tên lính đánh thuê cấp d đó từ nay cũng không trở về nữa yên tâm đi sư huynh tôi tự có chừng mực diệp oản oản mở miệng nói ừ còn nữa nếu như sư muội dự định bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ rồi có thể nói với tôi tôi dẫn theo sư muội đi làm chung cũng được bảo đảm an toàn một chút hàn vân cười nói nghe vậy diệp oản oản không khỏi quan sát chàng thiếu niên này nhiều thêm mấy lần thiếu niên này quả thật rất là nhiệt tình một lát sau ánh mắt của diệp oản oản lần nữa rơi vào trên bảng nhiệm vụ nhiệm vụ cấp a và cấp s mình có thể tiếp nhận có không ít hơn nữa bảo đảm có thể hoàn thành. Về phần nhiệm vụ cấp A tại Hoa Quốc, có thể nhận sau đó, vừa vặn gần đây cũng đang muốn quay trở lại Hoa Quốc. Còn không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, vị huấn luyện viên xích giếm trước đó xuất hiện ở bên người Diệp Oản Oản. Làm sao lại chạy tới nơi này, khảo hạch tân sinh đã kết thúc, cần phải đến lớp học, cô đi theo tôi." Huấn luyện viên hướng về Diệp Oản Oản nói. Chương 1591, sư phụ của ai? diệp oản oản gật đầu một cái chỉ có thể tạm thời rời khỏi khu phân phối nhiệm vụ chỉ chốc lát sau diệp oản oản đi theo huấn luyện viên xích diễm đi tới một khu đại sảnh bên trong đại sảnh là một vị lão giả mặc cầm bào cung lão vị này chính là diệp oản oản huấn luyện viên xích diễm hướng về lão giả cười nói nghe tiếng người được gọi là cung lão ánh mắt hơi có chút lãnh đạm từ trên người diệp oản oản quan sát chợt gật đầu một cái ngươi là do kỳ hoàng kỳ tu nhiễm đề cử tới cung lão nhìn diệp oản oản đúng thế diệp oản oản gật đầu nói đúng sự thật tốt ta và kỳ tu nhiễm có chút giao tình vì ngươi là do kỳ tu nhiễm tự mình đề cử ta liền thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh cung lão hờ hững nói ha ha diệp oản oản cung lão chính là một trong tứ đại trưởng lão của học viện xích diễm cô có thể trở thành đệ tử ký danh của cung lão thật sự là huấn luyện viên xích diễm chật chật trong miệng diệp oản oản chuyện gì thế này đệ tử ký danh chính mình cũng không nói muốn bái sư cơ mà ngơ ngơ ngác ngác bị người ta thu làm đệ tử ký danh là như thế nào đệ tử ký danh có hàm nghĩa gì diệp oản oản đương nhiên cũng biết cũng không có nghi thức gì chỉ bất quá treo cái tên lên mà thôi hy vọng ngươi ngày sau phải chăm chỉ khổ luyện chớ có làm mất mặt ta chỉ chốc lát sau cung lão thở dài một tiếng xua xua tay để cho huấn luyện viên xích diếm đem Diệp Oản Oản mang ra ngoài. Sau khi rời khỏi đại sảnh, trên mặt Diệp Oản Oản vẫn đầy mộng bức. Diệp Oản Oản, cô là do Kỳ Hoàng đề cử, cùng lão trước đó mấy năm cũng có chút giao tình với Kỳ Hoàng. Cô mới vừa vào học viện xích diễm, liền có thể ở dưới cờ cung lão trên danh nghĩa, thật là hiếm thấy. Mấy vị đệ tử chính thức của cung lão, trong số đó có lính đánh thuê gấp S trở lên. Huấn luyện viên xích diễm thấp giọng hướng về Diệp Oản Oản nói diệp oản oản nàng không muốn bái sư hoàn toàn là bị động đấy bất quá cung lão là người cao ngạo tuy là một trong tứ đại trưởng lão nhưng mấy vị đệ tử của ông ta vẫn luôn bị các đệ tử của những trưởng lão khác chèn ép huấn luyện viên xích diễm nói đó là điều rất đáng tiếc diệp oản oản gật đầu một cái loại lão già từng tuổi này lại quyền cao chức trọng phần nhiều tinh lực đều đặt trên người các đệ tử chính thức đệ tử của mình bị đệ tử của người bên cạnh chèn ép trong lòng khẳng định là không thoải mái. Nhưng, chuyện này và nàng có liên quan gì? Cung lão năm đó có một vị đệ tử, chính là một nhân vật nổi tiếng. Chỉ bất quá, sau đó mất tích, người đó đã từng sáng lập nhiều kỷ lục của học viện xích xiếm. Cung lão nhiều năm như vậy, vẫn đang luôn tìm kiếm vị đệ tử mất tích đó của ông ta, nhưng vẫn không tìm được. Huấn luyện viên xích diễm thở dài. Ai vậy, trâu như vậy, diệp oản oản mặt đầy hiếu kỳ hỏi nhiều như vậy làm cái gì cô mới vừa nhập môn sau này khẳng định sẽ biết huấn luyện viên xích diễm nói chỉ chốc lát sau diệp oản oản cùng huấn luyện viên xích diễm đi vào một phòng học phòng học này là lớp của lính đánh thuê cấp d là nơi các lính đánh thuê học tập các kiến thức cơ bản sau này cô sẽ học ở trong lớp này rồi bất quá tôi phải nhắc nhở cô trước mặc dù cô là do kỷ hoàng đề cử nhưng ở học viện xích diễm cũng nhất định phải tuân theo quy củ đặc biệt là một học viên mới như cô, không nên gây rắc rối. Nếu không, coi như là kỳ hoàng và cung lão ra chưa chắc có thể đảm bảo an toàn cho cô. Huấn luyện viên xích diễm sau khi hướng về phía Diệp Oản Oản dặn dò mấy câu, đầu cũng không ngoảnh lại, xoay người rời đi. Rất nhanh, Diệp Oản Oản thu hồi ánh mắt, nhanh chân bước vào lớp của lính đánh thuê cấp D. Mới vừa vào phòng học, Diệp Oản Oản lại phát hiện bên trong có chừng hơn trăm người. Mỗi một người đều ngồi tại vị trí của mình phía trước bục giảng là một người đàn ông trung niên, chắc là huấn luyện viên của lớp học này. chương 1592, Nhiếp Vô Yêu và Diệp Oản Oản một Thấy Diệp Oản Oản đi vào phòng học, người đàn ông trung niên trên bục giảng phía trước nhất thời nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mới vừa vào học làm sao đã tới trễ, người đàn ông trung niên hơi nhăn mày, lần sau nhớ đến đúng giờ một chút. Vâng, Diệp Oản Oản chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lúc này, Người đàn ông trung niên để cho Diệp Oản Oản ngồi ở vị trí được chỉ định. Nam tử trung niên giảng bài, không chỉ riêng cách phân chia các thế lực tại Độc Lập Châu, còn có sự hung hiểm của các đảng cấp nhiệm vụ khác nhau, cùng với điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự các loại. Mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành, đều sẽ đạt được điểm lính đánh thuê vinh dự, trừ việc giúp tăng cường đẳng cấp lính đánh thuê ra, cũng có một số tác dụng khác. Diệp Oản Oản nghe rất cẩn thận, đi tới Độc Lập Châu lâu như vậy, Giờ mới được giảng giải cụ thể về cách phân chia cấp bậc tương đối nghiêm khắc tại đây. Như Không Sợ Minh, dựa theo bảng phân chia cấp bậc mà nói, thuộc về thế lực 5 sao, mà thế lực của Kỳ Hoàng và Atula thuộc về thế lực cấp bậc 6 sao. Về phần cổ tộc và võ đạo liên minh công hội, có lẽ có thể tăng lên đến 7 sao. Sau khi buổi giảng kết thúc, Diệp Oản oản quay trở lại ký túc xá. Mà bất quá trong chốc lát, có rất nhiều nam nữ xa lạ, tràn vào như thủy triều. Diệp Oản Oản liếc nhìn sơ qua, có chừng khoảng 12 người, số nam và nữ đều nhau. Con bà nó, làm tôi sợ muốn chết. Một thanh niên khá trẻ tuổi trong số đó, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản trên giường, kinh ngạc hét lên. Sư muội, cô, cô trang điểm đậm thế này cũng quá dọa người rồi đi. Mấy tên lính đánh thuê cấp D khác cũng vội nói hùa theo. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì cả một căn phòng ký túc xá này chỉ có một học viên cũ còn lại tất cả đều là tân sinh mới nhập học mà nghe từng người giới thiệu lẫn nhau diệp oản oản nhận ra phần lớn đều là đệ tử các thế gia tại độc lập châu sư muội cô tên là gì người nam tử tên là lý tân hướng về diệp oản oản hỏi diệp oản oản diệp oản oản thành thật trả lời diệp oản oản ông nội ngươi không phải là họ lưu sao lúc này một nam một nữ giường bên thần sắc cổ quái một đôi nam nữ này diệp oản oản cũng không xa lạ gì hai người như ông nội người ta hôm nay vừa tố khổ với một vị trưởng lão thế gia về lưu lão ca ca tên chu đào muội muội tên chu phù mẹ ta họ diệp diệp oản oản nói ha ha diệp oản oản ta nhớ hình như ông nội ngươi là người của không sợ minh đi trong không sợ minh cũng không có thứ gì tốt ta xem ngươi chính là nên khuyên nhủ ông nội ngươi sớm rời khỏi không sợ minh một chút đi. Chu Đào nói, ca ca, ông nội cô ta số tuổi lớn như vậy rồi, rời khỏi không sợ minh có khi bị chết đói, còn có cháu gái xấu như vậy phải nuôi đấy. Chu Phù cười lạnh một tiếng, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, chân mày Lý Tân khẽ nhăn lại một chút, người con miệng nó cũng quá vô giáo dục rồi. Người ta dáng dấp ra sao có quan hệ gì với cái cọng lông lở của ngươi, ngươi còn cho là mình có dáng dấp tốt. Ngươi yêu Việt ở chỗ nào? Đã xấu còn không biết tự mình soi gương. Ngươi nói cái gì? Nghe tiếng, Chu Phù nhất thời giận dữ, nhìn chằm chằm Lý Tân. Thế nào, muốn đánh ta? Anh ta là lính đánh thuê cấp C, ở ngay tại học viện. Ngươi và anh ngươi đụng ta một cái thử xem. Tới đây, đầu ta nè, nhắm đánh cho chuẩn vào, có cần ta tìm giúp ngươi một cục gạch không? Lý Tân mặt đầy phách lối. Được rồi, chớ cùng so đo với thứ người như vậy. Chu Đào cao mày nói. Chu Phù hung ác trợn mắt trừng Lý Tân một cái, không mở miệng nói chuyện nữa. Lính đánh thuê cấp C, không phải là thứ mà bọn họ bây giờ có thể đắc tội. Tất cả chớ ồn ào, sau này mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Nói không chừng ngày nào đó tính mạng còn phải giao cho người ta canh giữ hộ, đừng gây ồn ào như vậy nữa. Giờ phút này, vị lính đánh thuê có kinh nghiệm duy nhất trong phòng ngủ, mở miệng quát lên. Vị lính đánh thuê có tuổi đời vừa mở miệng, tất cả mọi người không lên tiếng nữa. chương 1593, Nhiếp Vô ưu và Diệp Oản Oản 2 Sư Huynh, anh đã ở tại học viện Xích Diễm 2 năm rồi, làm sao bây giờ vẫn còn là lính đánh thuê cấp đê vậy? Lý Tân Hiếu kỳ hỏi. Nghe tiếng, nam nhân lắc đầu một cái, thở dài nói, nhiệm vụ quá khó khăn. Khó thực hiện, lăn lộn lên không nổi. Có cái gì khó khăn, tôi tới xích diễm được 3 tháng, nhiệm vụ cấp d hoàn thành được 4 cái trong đó một lần chấp hành nhiệm vụ cấp D, thật con miệng nó hung hiểm, ám sát một gã đệ tử thế gia, suýt nữa không về được, cũng còn may là tôi chạy nhanh. Lý Tân chật chật mở miệng. Nhiệm vụ cấp D, một cô gái tướng mạo không tầm thường cười lạnh một tiếng, vậy đã tính là gì, lão nương hai tháng trước còn nhận một nhiệm vụ cấp S kia. Cô gái này vừa dứt tiếng, mọi người bao gồm cả Diệp Oản Oản ở bên trong, đồng loạt nhìn về phía cô ta. Sau đó thì sao, Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. Sau đó, cô gái nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười, thân sắc có chút lúng túng, sau đó đành bỏ dở không làm nổi. Diệp Oản Oản, ôi đùa với chúng tôi sao? Nếu như cô thật sự hoàn thành nhiệm vụ cấp S, hiện tại phòng trừng cũng sẽ không ở chung một chỗ với chúng tôi rồi. Lý Tân lắc đầu một cái. Các người nhìn thấy nhiệm vụ cấp SS trên bảng nhiệm vụ rồi sao? Lý Tân mặt đầy thần bí hướng về mọi người mở lời thấy rồi, là hủy diệt không sợ minh sao? Nói giỡn chơi à, không sợ minh kia là khái niệm gì, độ nguy hiểm gần như vô cùng. Cái tên tóc húi cua ca đó chính là một tên ma đầu của độc lập châu, nghe nói chuyện ăn thịt người. Còn không phải sao, lần trước, lão đại thiết đầu bang, tìm không sợ minh chủ báo thù, kết quả các cậu đoán xem thế nào. Hai cái tay, ba cái chân, toàn bộ đều bị không sợ minh chủ cắt đứt. Tôi nghe nói, còn ăn sạch não của hắn ta. Cái tên không sợ minh chủ kia là một kẻ biến thái, sức chiến đấu cao bất thường. Nghe nói toàn bộ độc lập châu, cũng chỉ có cầu tạp chủng mới có thể chân áp. Diệp Oản Oản Giờ phút này, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng biết được sức mạnh của tin đồn nhảm rồi. Còn miệng nó, chính mình lúc nào lại biến thái như vậy, còn ăn sạch não của thủ lĩnh thiết đầu bang. Người ta là được chính mình thả đi đấy, có được hay không? Vậy đã tính là gì? Trước đó, có một vị sư huynh siêu lợi hại cũng nhận nhiệm vụ cấp SS, ám sát hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Kết quả các người đoán xem thế nào. Thôi đi, các người cũng đừng đoán nữa. Người hội trưởng kia, nhìn tuổi tác bất quá mới chừng 20 tuổi, gương mặt đầy tà mị, hai ba chiêu liền đánh chết người sư huynh kia. Tôi ở gần đó tận mắt nhìn thấy, làm tôi sợ muốn chết. Lý Tân nói, hội trưởng võ đạo công hội, bộ dạng dài ngắn thế nào? À, đại khái là, để tôi vẽ ra cho các người xem lúc này lý tân lấy giấy bút ra vẽ một hình ảnh trên tờ giấy trắng chợt mọi người quan sát thành phẩm đây là diệp oản oản nhìn chằm chằm bức họa hơi nhíu mày người đàn ông trên bức họa này thực sự quá giống với một người quen nào đó của mình chỉ bất quá trong lúc nhất thời diệp oản oản cũng không thể nhớ ra đến tột cùng là ai chỉ tiếc trình độ hội họa của lý tân thật sự là các người có biết không các thế lực lớn của độc lập châu quá mức hỗn loạn. Trước đó, nhiếp vô yêu của nhiếp gia mất tích, nghe nói là đi theo một tên dã nam nhân nào đó đến Hoa Quốc. Kết quả, nhiếp gia có người từ trong bóng tối sai sát thủ đi Hoa Quốc truy sát nàng. Lý Tân lại nói, người bớt khoác lác đi, chuyện lớn như vậy, nếu như là sự thật, đã sớm truyền khắp độc lập châu rồi, người làm sao lại biết. Một gã nam sinh lính đánh thuê mới ngất lời. Ta chém gió cái con mẹ ngươi đó một vị sát thủ trong số đó, chính là đại ca kết nghĩa của ta. Anh ấy tự mình nói cho ta biết, còn nói nữ nhân kia thật giống như bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ nổi mình là ai, còn giống như đang cặp kè với một gã đàn ông nào đó. Dù sao chuyện cũng là như vậy, Lý Tân nói. Ha ha, bớt thả dám đi, nhiếp vô yêu sớm đã trở về, bây giờ ở ngay tại nhiếp gia. Tên ca ca kết nghĩa kia của ngươi, ta thấy là chuyên chém gió mà không soạn thảo bản nháp không tin thì thôi, Lý Tân cảm thấy không thú vị, cũng lời tiếp tục nói nhảm. Nhưng mà, những lời này của Lý Tân lại khiến cho Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc. chương 1594, hai người có quan hệ tình nhân. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ nhìn Lý Tân, chân mày không khỏi hơi hơi nhíu lại. Trong miệng Lý Tân từng nói, sau khi nhiếp vội yêu mất tích đã xuất hiện tại Hoa Quốc, hơn nữa còn có người của nhiếp gia thuê sát thủ, muốn đổi tận giết tuyệt nhiếp vô ưu loại chuyện này dựa theo lẽ thường mà nói hẳn là không đáng tin chỉ bất quá diệp oản oản lại thấy hứng thú lý tân vị đại ca kết nghĩa đó của anh là sát thủ rất nhanh khóe miệng diệp oản oản nở nụ cười dường như không hề sợ hãi hướng về lý tân hỏi thấy có người hỏi thăm lý tân nhất thời hưng phấn liền nhìn nhanh về phía diệp oản oản đúng vậy tôi đã nói với cô rồi người đại ca kia của tôi chính là sát thủ tốt nghiệp từ học viện xích diễm rất lợi hại đấy không đúng sao? Nhiếp Vô Ưu bây giờ đang ở Độc Lập Châu, sao anh lại nói Nhiếp Vô Ưu vẫn còn ở Hoa Quốc, còn bị sát thủ đuổi giết? Diệp Oản Oản nói. Chuyện đó ai mà biết được, đại ca tôi nói như vậy. Chuyện này xảy ra đã rất lâu rồi, nói không chừng Nhiếp Vô Ưu là từ Hoa Quốc trở về đấy, cái này ai mà nói chuẩn được. Lý Tân nói. Nhiếp Vô Ưu chính là niềm kiêu hãnh của học viện Xích Diễm. Với thân thủ của Nhiếp Vô Ưu Vị đại ca kia của anh dám truy sát Nhiếp Vô Ưu sao? Diệp Oản oản mặt đầy vẻ không tin. Không phải là mới vừa nói rồi sao, Nhiếp Vô Ưu bị mất trí nhớ. Dù có thân thủ bản năng rất tốt, nhưng khi đó vẫn phải dựa vào người khác cứu. Nếu như không phải có người xuất thủ cứu cô ta, Nhiếp Vô Ưu đã sớm tèo rồi. Lý Tân chép chép miệng. Lý Tân vừa dứt tiếng, không ít người trong ký túc xá đều cười nhạo anh ta một trận. Lý Tân tôi thấy cậu và đại ca cậu đều là loại gáy vang như dế kêu. Nhiếp vô ưu là nhiếp gia nhị tiểu thư, nhiếp gia không tìm nàng giáo giết thì thôi, làm sao sẽ có thể phái người đi giết nàng. Đúng đúng đúng, lui mười ngàn bước mà nói, coi như là nhiếp gia có người bụng giả khó lường, thuê đại ca cậu, chẳng lẽ, người của nhiếp gia sẽ cùng đại ca cậu nói ra thân phận chân thật của mục tiêu sao? Đây không phải là ngu thì là cái gì? Giờ phút này, sắc mặt Lý Tân lúc trắng lúc xanh, tựa như là có chút tức giận, không nhịn được nói, biến biến biến, đại ca tôi là người nào, làm sao có thể gạt tôi. Các người chính là lũ không biết gì, không tin thì thôi, tôi không rảnh đi đôi co với các người. Bí mật của tôi, nhiều đến mức các người có nghĩ cũng không nghĩ ra nổi đâu. Ha ha ha, Lý Tân, chém, lại chém gió rồi. Cậu còn có tin tức gì, nói ra cho mọi người nghe một chút. Nói liền nói, Lý Tân mặt đầy thần bí nhìn về phía mọi người, tại độc lập châu các người hẳn là biết Tu La chủ và Kỳ Hoàng, cùng với tóc húi cua ca đi. Nói nhảm, người nào không biết bọn họ? Chu Phù cười lạnh một tiếng. Tôi nói cho các người biết, Kỳ Hoàng và Tu La chủ, thật ra chính là một đôi. Hai người đó có quan hệ tình nhân, người xe duyên chính là không sợ minh chủ tóc húi cua ca. Lý Tân nói. Nhưng mà, Lý Tân nói xong, mọi người tại đây đều cười ầm lên một trận. Diệp Oản oản, cái thằng chó bác đầu này nói cái gì mà giữ kín miệng hiện tại thậm chí ngay cả một gã học viên lính đánh thuê cũng đều biết được không tin thì thôi lần sau các người đừng nói chuyện với tôi nữa lão tử không nguyện ý tán dóc với các người nữa lý tân khoát tay một cái xoay người nằm ở trên giường dùng chăn đắp lên đầu đầy bất mãn giờ phút này trong đầu diệp oản oản hơi có chút hoang mang lượng tin tức của lý tân khá lớn nhất định phải tìm một cơ hội tìm hiểu rõ ràng mới được Hôm sau lúc sáng sớm tinh mơ, mọi người thức dậy thật sớm, sau khi sửa sang lại giường từng người, tất cả đều đi tới phòng học dành cho lính đánh thuê cấp D. Diệp Oản Oản vốn muốn tìm Lý Tân tìm hiểu rõ về những gì anh ta nói hôm qua, nhưng tốc độ Lý Tân cực nhanh, trong nháy mắt liền mất tung mất ảnh, đi vào phòng học. Chương 1595, không phải là người đứng đắn gì. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể đi theo. Lý Tân. Trong lớp Diệp Oản Oản hướng về Lý Tân cách đó không xa gọi. Nghe tiếng, Lý Tân xoay người lại, nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Sao vậy? Tới đây, đến chỗ của tôi ngồi." Diệp Oản Oản hướng về Lý Tân khẽ mỉm cười. Nhưng mà, nụ cười này của Diệp Oản Oản lại khiến cho Lý Tân dùng mình một cái, theo bản năng lắc đầu liên tục. "Mau tới đây, chỗ này của tôi không có ai ngồi." Diệp Oản Oản thấy Lý Tân thờ ơ không động lòng, tiếp tục mở miệng. "Không không không." Không được đâu, sư muội, chỗ ngồi này của tôi đã tốt vô cùng." Lý Tân mở miệng nói. "Tôi tìm anh có chuyện." Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. "Sư muội, cô tìm tôi có chuyện gì chứ? Cô không phải là thích tôi đấy chứ? Sư muội à, tôi đã có người mình thích, à, tôi còn có cả con nữa." Lý Tân vội vàng nói. "Diệp Oản Oản, còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, huấn luyện viên xích diễm đã sải bước đi vào. "Hôm nay là ngày nhập học thứ hai của không ít tân sinh mới, tôi sẽ cho mọi người biết một chút quy tắc của lính đánh thuê cấp thấp tại học viện Xích Diễm. Huấn luyện viên Xích Diễm đảo mắt nhìn qua cả lớp một vòng, lính đánh thuê cấp D, mỗi tháng nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ 3 lần, cấp bậc nhiệm vụ không hạn chế. Nếu như không làm đủ 3 nhiệm vụ, sẽ bị học viện Xích Diễm đuổi. Nhiệm vụ cưỡng chế. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Cái gọi là nhiệm vụ cưỡng chế, là nhiệm vụ mà học viện trực tiếp tuyên bố cho một người mà người đó phải đi hoàn thành, không cách nào từ chối. Nếu như trong thời gian quy định chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tính là thất bại. Nếu như liên tục thất bại hai lần, thì sẽ bị học viện xích diễm xóa tên, hoặc là cố ý không đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng giống như vậy. Nhiệm vụ của các người sẽ sớm được ban bố, đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Huấn luyện viên xích diễm mặt không đổi sắc nói. Ước chừng nửa giờ sau, huấn luyện viên xích diễm xoay người rời đi diệp oản oản đứng dậy nhanh chân đi tới sau lưng lý tân bắt lại bả vai của anh ta anh chạy cái gì cô đuổi theo làm cái gì lý tân nói anh không chạy thì tôi đuổi theo anh làm cái gì chân mày diệp oản oản nhíu lại cô không đuổi theo thì tôi chạy làm cái gì lý tân ra vẻ thông thạo diệp oản oản ok anh thắng rồi tôi tìm anh có chuyện đứng đắn diệp oản oản đem lý tân túm về lại chỗ ngồi sư muội thật sự chuyện đứng đắn cũng đừng tìm tôi mà, tôi cũng không phải là người đứng đắn gì, cô tìm người đứng đắn để làm chuyện đứng đắn đi. Lý Tân lắc đầu liên tục. Diệp Oản Oản, đừng nói nhảm, tôi có nhiệm vụ muốn phân chia. Nhiệm vụ, nghe tiếng, Lý Tân hơi sững sờ, không hiểu được Diệp Oản Oản là có ý gì. Không sai, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ý cười đầy mặt, anh không phải nói, vị đại ca kia của anh trước kia tốt nghiệp từ học viện xích diễm sao. Đúng vậy, không sai, Lý Tân gật đầu. Như vậy, anh giúp tôi đem đại ca anh tìm tới, tôi chỗ này có một ít nhiệm vụ giá cả không tệ lắm, muốn tìm đại ca anh đi làm. Diệp Oản Oản nói, nhiệm vụ gì, giá cả gì, Lý Tân nhất thời hứng thú. Anh đừng vội hỏi, bất quá, anh chỉ cần tìm ra người thì sẽ nhận được lợi ích, tôi cho anh số này. Diệp Oản Oản đưa ra năm ngón tay. 50 ngàn, Lý Tân cả kinh nói. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái. Năm ngàn, Lý Tân nghi ngờ. Diệp Oản Oản tiếp tục lắc đầu, năm trăm. Không làm, chưa từng thấy người nào keo như cô cả. Cô tìm người khác đi. Lý Tân nhất thời mất hứng thú, xoay người định rời khỏi. Diệp Oản Oản, thời khắc này, bỗng nhiên có chút hoài niệm nhiếp vô danh. Trường 1596, khi dễ ma mới. Đừng chạy mà, Diệp Oản Oản vươn tay bắt lại bả vai của Lý Tân, 5 ngàn. 10 ngàn, Lý Tân nói. Tám ngàn, Diệp Oản Oản cau mày. Tám ngàn thì tám ngàn, quyết định vậy đi, cô trả trước cho tôi bốn ngàn tiền đặt cọc. Lý Tân nói. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa cho Lý Tân bốn ngàn tiền đặt cọc. Chờ tin tức của tôi, Lý Tân nói xong, lấy điện thoại di động đi ra ngoài. Ước chừng 7, 8 phút sau, Lý Tân quay trở lại, hướng về Diệp Oản Oản nói, đại ca tôi đã đáp ứng, chờ một chút sẽ tới được rồi diệp oản oản khẽ mỉm cười chỉ cần người qua tới liền dễ nói còn không đợi diệp oản oản tiếp tục mở miệng nói chuyện từ ngoài phòng học mấy người nam nữ trẻ tuổi đi vào ba người này mặc đồng phục học viên màu vàng đều là lính đánh thuê cấp c của học viện xích diễm nhìn thấy lính đánh thuê cấp c tới mọi người tại đây đều sửng sốt một chút ha ha ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là trương tác niên lính đánh thuê cấp c cũng chính là học trưởng của các ngươi một gã đàn ông đảo mắt nhìn qua toàn trường, nhẹ giọng cười nói. Các ngươi là tân sinh, cần ma luyện nhiều hơn một chút. Cho nên, một chút nhiệm vụ vật vãnh học viện giao cho chúng ta, bọn ngươi giúp chúng ta làm. Trương Tác Niên tiếp tục nói. Nghe yêu sách này, khóe miệng Diệp oản oản hơi rúm lại. Cái này con miệng nó không phải là đến bắt nạt ma mới à. Bảo chúng ta làm dùm là có ý gì một tên học viên mới trong đám lạnh lùng nói đó là nhiệm vụ học viện giao cho các ngươi cũng không phải là giao cho chúng ta dựa vào cái gì mà chúng ta phải làm giúp các ngươi đúng vậy bản thân chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm đây làm nhiệm vụ cho các ngươi các ngươi cũng không trả tiền ngươi qua đây trương tác niên ý cười đầy mặt hướng về gã lính đánh thuê vừa chất vấn mình ngoắc ngoắc ngón tay thế nào lính đánh thuê mới tiến lên bép Trương tác niên khóe miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời, tung một bà tai lên mặt gã tân sinh kia. Một thanh âm đầy thanh thúy truyền khắp toàn trường. Chỉ thấy tên học sinh mới kia bị trương tác niên tát cho một phát quay mỏng mỏng tại chỗ. Mới tới trường học, các người chẳng qua chỉ là tân sinh, đã dám bắt đầu nghi ngờ học trường sư huynh à. Trương tác niên cười nói. Tên học sinh mới bị trương tác niên đánh cho một cái bạt tai, khóe miệng có máu đỏ tươi tràn ra, bụng mặt, giờ phút này lại cũng không dám nói nhiều gì nữa thấy không có ai tiếp tục mở miệng, đám người trương tác niên lúc này mới hết sức hài lòng gật đầu một cái, thế này mới đúng. đám ma mới như các ngươi hẳn là không sợ đắng cay mệt mỏi, nên làm nhiều việc trong khả năng của bản thân một chút, mà luyện bản thân, đây cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. sư huynh nói đúng lắm, huynh muội chúng ta hai người vô cùng đồng ý. học trưởng có gì dặn dò cứ việc nói, chúng ta bảo đảm cố hết sức hoàn thành. bỗng nhiên, chu đào và chu phù đi tới bên cạnh trương tác niên gật đầu cười nói rất tốt khóe miệng trương tác niên hơi hơi dương lên như vậy đi hai người các ngươi biểu hiện không tệ giúp ta quản đốc những người này đứa nào không nghe lời không chịu đi làm nhiệm vụ thì đi qua nói cho ta biết hiểu chưa nghe câu này chu đào và chu phù sắc mặt vui mừng đây nào phải là nhiệm vụ gì quá đơn giản xem ra là trương tác niên thấy biểu hiện của bọn họ không tệ cho nên lưu tình đã hiểu rồi Trương sư huynh ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chu Đào gật đầu liên tục. Về phần các ngươi, Trương Tác niên nhìn về phía mọi người, tuyên bố một số nhiệm vụ cấp D hàng ngày có độ khó không nhỏ. Sau khi đạt đến lính đánh thuê cấp C, mỗi ngày đều cần hoàn thành nhiệm vụ thường ngày. Mà một số lính đánh thuê cấp C lại đem những nhiệm vụ này ném sang cho lính đánh thuê cấp D. Thông thường mà nói, lính đánh thuê cấp D cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể làm theo. Chương 1597, tùy ý ra giá. Mọi người tại đây đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Sư huynh, anh còn chưa cho cô ta nhiệm vụ đâu. Bỗng nhiên, Chu Phù chỉ chỉ Diệp Oản Oản cách đó không xa, hướng về Trương Tác Nghiên nói. "Ừ, nhiệm vụ đều đã phân phối xong cho bọn họ rồi." Trương Tác Nghiên trầm tư chốc lát, hướng về Diệp Oản Oản nói, "Này gái xấu kia, vận khí của ngươi không tệ, không có nhiệm vụ gì cho ngươi rồi." Ngươi giúp chúng ta quét dọn phòng ngủ, kỳ hạn một tháng. Các ngõ ngách, bao gồm phòng vệ sinh và bồn cầu, đều phải không nhiễm một hạt bụi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Địa chỉ phòng của của bọn ta, một hồi sẽ cho ngươi. Trương tác nhiên nói xong, mấy vị lính đánh thuê cấp C ý cười đầy mặt, lúc này mới nhanh chân rời khỏi lớp lính đánh thuê cấp D. Mà Diệp oản oản thật giống như hoàn toàn không nghe được, thậm chí ngay cả liếc nhìn bọn họ một cái cũng không có hứng thú. Về phần trương tác niên rốt cuộc đang nói cái gì, Diệp Oản Oản cũng không chú ý. Phi, còn muốn để cho lão tử làm nhiệm vụ cho bọn chúng, lão tử có nhiều đại ca bảo kê như vậy, nghĩ là ta ăn chay hay sao? Cũng không hỏi thăm một chút đại ca của Lý Tân ta là ai. Lý Tân chép chép miệng, cười lạnh. Về phần Lý Tân, Chu Đào và Chu Phù hai người không dám trêu chọc. Cái gã Lý Tân này quả thực có mấy người đại ca ở tại học viện xích diễm, ai mà dám dám sát hắn. Các ngươi nghe cho kỹ, nhiệm vụ mới vừa rồi Trương sư huynh phân phối, đều phải để ở trong lòng. Nếu không đến lúc đó, hậu quả đều tự mình gánh lấy, ta cũng là tốt bụng nhắc nhở các ngươi." Chu Đào nhìn về phía mọi người, mở miệng nói. "Còn ngươi nữa, Diệp Oản Oản, nhớ đến ký túc xá của Trương sư huynh bọn họ quét dọn sạch sẽ, ngay cả phòng vệ sinh cũng phải sạch bong kin kít." Chu Phù nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản không đếm xỉa tới, lạnh giọng mở miệng. "Nhưng mà diệp oản oản cũng không hề đáp lại lấy một lời phảng phất như đang đắm chìm trong thế giới của mình còn không đợi chu phù tiếp tục nói gì chuông điện thoại di động của lý tân bỗng nhiên vang lên lúc này lý tân lập tức nối điện thoại cái gì đại ca đã đến rồi nhanh như vậy ở đâu nha quán cà phê phía sau học viện xích diễm được em hiểu rồi để em nói với cô ấy lý tân nói xong lập tức cúp điện thoại đại ca tôi tới rồi lý tân nhìn về phía diệp oản oản nói nghe tiếng diệp oản oản trong nháy mắt đứng dậy đi theo lý tân ra bên ngoài phòng học chỉ chốc lát sau hai người tới một tiệm cà phê gần học viện xích diễm quán cà phê này là do thẩm đại thiếu gia mở ra để cho tiện mình uống giá cả đắt vô cùng bình thường không có người nào sau khi tiến vào quán diệp oản oản đi theo lý tân đi tới một căn phòng riêng bên trong phòng riêng một vị nam nhân trẻ tuổi ngồi ở chủ tọa nhìn thấy anh ta diệp oản oản thần sắc hơi hơi kinh ngạc người này chính là một vị đại ca của lý tân chỉ bất quá vị đại ca kia diệp oản oản nhìn vô cùng quen mắt thật giống như thời điểm ban đầu mình ở hoa quốc bị một nhóm người bí ẩn truy sát có anh ta trong số đó cũng may lúc đó mình được nam tử tóc trắng thần bí kia cứu nếu không hậu quả khó mà lường được tới rồi nam nhân nhìn về phía lý tân và diệp oản oản cười nói tùy tiện ngồi đi nghe tiếng diệp oản oản và lý tân ngồi ở đối diện anh ta đại ca vị này là sư muội em cô ấy nói có nhiệm vụ muốn tuyên bố giá cả cũng không tệ lắm muốn tìm anh trao đổi một chút lý tân hướng về nam nhân mở miệng nói nghe tiếng nam nhân hướng về diệp oản oản quan sát hờ hững mở miệng nói vị sư muội này giá tiền thuê tôi cũng không được rẻ cho lắm đâu diệp oản oản thu liếm tâm trạng khẽ mỉm cười, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần anh có thể hoàn thành nhiệm vụ tôi giao phó, anh tùy ý ra giá. Chương 1598, làm sao có thể tin cô? Ồ, tùy ý ra giá, ánh mắt gã ta lóe lên. Thông thường mà nói, gia nhập học viện lính đánh thuê học tập, một số người là vì thiếu tiền, mà ngoài ra còn một số người là vì danh tiếng và địa vị. Nói cách khác, không phải tất cả lính đánh thuê đều muốn kiếm tiền. Ví như thẩm gia đại công tử loại tiểu thần tài này cũng đi học tại xích diễm học viện nếu như nói thẩm ra đại công tử làm lính đánh thuê là để kiếm tiền quả là làm trò cười cho thiên hạ nói cách khác thân phận của nữ nhân trước mặt này cũng không đơn giản ít nhất không thiếu tiền vâng nếu đã như vậy thì dễ nói nói một chút về cấp bậc nhiệm vụ của cô đi nếu như quá cao tôi có khả năng không có biện pháp tự mình hoàn thành cần phải tiếp tục tìm thêm người vẻ lạnh lùng trên mặt người đàn ông tản đi phần nào khẽ mỉm cười. Cấp S, Diệp Oản Oản nói. Cấp S, nghe cấp độ nhiệm vụ của Diệp Oản Oản xong, chân mày hắn ta nhẽ nhíu lại. Nhiệm vụ cấp S, hệ số độ khó quá cao. Như vậy đi, cô trước tiên nói cụ thể chi tiết một chút. Nếu như chỉ xét từ cấp bậc của nhiệm vụ mà nói, nhiệm vụ cấp S, chính tôi không nuốt nổi. Hơn nữa, giá cả cô cũng chưa chắc trả nổi. Gã đàn ông mở miệng nói. Tôi muốn đầu của nhiếp vô ưu Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nam nhân, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, treo lên một nụ cười đầy tà mị. Cái gì? Nam nhân thần sắc kinh ngạc, cô nói là, cô muốn giết nhiếp vô ưu. Đừng nói là người đàn ông này, ngay cả Lý Tân ở bên cạnh cũng sợ hết hồn. Giết nhiếp vô ưu, nói đùa sao? Làm sao, anh không dám làm à? Diệp Oản Oản bĩu môi, trước đó Lý Tân còn chém gió với tôi rằng anh thật lợi hại, tôi xem cũng không gì hơn cái này, thật khiến cho người ta thất vọng. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, đứng lên định chuẩn bị rời đi. Thấy Diệp Oản Oản định đi, nam nhân trầm tư chốc lát, chợt mở miệng nói, "Vị sư muội này, tôi không nói tôi không dám nhận." Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lúc này mới dừng bước chân lại, lần nữa trở lại chỗ ngồi, nói như vậy, anh có thể tiếp nhận. "Ha ha, sư muội, cô rốt cuộc là có thân phận gì? Nhiệm vụ cấp S, cô biết phải trả bao nhiêu tiền không?" Nam nhân cười khẽ một tiếng ung dung thản nhiên đánh giá diệp oản oản tôi có nhớ tôi mới vừa nói qua tiền không phải là vấn đề diệp oản oản nói chuyện đó làm sao tôi có thể tin tưởng cô nam nhân mở miệng hỏi lúc này diệp oản oản nhìn về phía lý tân ở một bên lý tân cậu đi ra ngoài trước canh chừng giúp tôi và sư muội không nên để cho bất luận kẻ nào đến gần nam nhân mở miệng phân phó ồ vậy được rồi lý tân gật đầu một cái bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Chờ sau khi Lý Tân rời đi, nam nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, sư muội nhiệm vụ cấp S, nếu như cô không chứng minh được thân phận, tôi không có biện pháp tiếp nhận. Vậy, thân phận của tóc húi cua ca, có đầy đủ hay không? Diệp Oản Oản nhìn hắn ta, lạnh giọng cười. Tóc húi cua ca, gã ta lẩm bẩm trong miệng, nghe có chút quen quen. Cô nói cái gì, một giây kế tiếp, nam nhân nhất thời đứng bật dậy, khó tin nhìn chằm chằm diệp oản oản nữ nhân này nói cô ta là tóc húi cua ca tóc húi cua ca nào nam nhân hỏi theo bản năng tại độc lập châu chẳng lẽ có rất nhiều tóc húi cua ca sao diệp oản oản cười lạnh cô nói là không sợ minh tóc húi cua ca bạch phong một đôi ánh mắt chăm chú của anh ta nhìn diệp oản oản tôi là bạch phong diệp oản oản nói cô nói cô là bạch phong tôi làm sao tin tưởng cô nam nhân mở miệng chất vấn. Trong không sợ minh, anh có nhận biết ai không? Diệp Oản Oản hướng về nam nhân hỏi. Có, thất tinh và bắt đầu, đã từng thấy qua mấy lần. Nam nhân trầm tư một lát, sau đó nói. Có nhận biết, vậy thì dễ làm. chương 1599, muốn giết người thật hay người giả? Lúc này, Diệp Oản Oản gọi một cuộc gọi video cho bắt đầu. Phong tỷ, sao tỷ lại gọi video cho đệ vậy? Tỷ tại học viện xích xiếm thế nào? Sau khi bắt đầu nhìn thấy Diệp Oản Oản, hơi kinh ngạc. Giờ phút này, nam nhân chậm rãi đi tới sau lưng Diệp Oản Oản, thấy được bắt đầu trong video, thần sắc nhất thời biến đổi. Không có việc gì, nhớ cậu gọi nhìn một chút mà thôi." Diệp Oản Oản nói. "Phong tỷ, chừng nào thì tỷ quay trở lại thế? Không có tỷ ở không sợ Minh, đại trưởng lão và tam trưởng lão, mỗi ngày đều làm ồn ào không cách nào tách ra được." Bắt đầu vội vàng nói. Một chút thời gian ngắn nữa sẽ trở về, trước cứ để như vậy đi." Nói xong, Diệp Oản Oản ngắt cuộc gọi. Sau khi Diệp Oản Oản ngắt cuộc gọi video, ánh mắt rơi vào trên người nam nhân, cho nên, nhiệm vụ này anh nhận sao? "Cô, Bạch Minh Chủ, lấy thân phận địa vị của ngài, làm sao lại đi tìm lính đánh thuê?" Nam nhân ngồi trở lại chỗ cũ, có chút khó tin. "Làm sao, chẳng lẽ tôi không thể tìm lính đánh thuê sao?" Diệp Oản Oản lại cười nói, tự nhiên không phải nam nhân lắc đầu một cái không sợ minh đông đảo cường giả dĩ nhiên rồi có một số việc không sợ minh cũng không tiện ra mặt cần có lính đánh thuê để giải quyết trước đó nhiếp ra hắn ta nói đến đây mắt diệp oản oản bỗng sáng lóe lên đây chính là những gì nàng muốn tìm hiểu nhưng mà dường như hắn bỗng ý thức được gì đó liền vội ngậm miệng không định nhiều lời nữa bạch minh chủ cần dùng người cứ việc mở miệng Nam nhân khẽ mỉm cười, hơn nữa, công tác bảo mật, xin ngài yên tâm. Quy tắc số một của sát thủ, chính là bảo mật. Thông tin về người thuê, chúng tôi tuyệt đối không có khả năng tiết lộ một chút nào, cho dù là chết. Một điểm này, Diệp Oản Oản tin chắc không nghi ngờ. Thông thường mà nói, lính đánh thuê nếu như để lộ ra thông tin người thuê mình, sẽ không còn đất sung thân trong giới lính đánh thuê. Tự hủy tương lai cũng liền thôi đi thậm chí có khả năng sẽ phải chịu sự trả thù và đả kích của người thuê. Tuyệt đại đa số lính đánh thuê, cho dù là chết, cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì của người thuê mình. Giống như trước đó tôi có nói, tôi muốn đầu của nhiếp vô ưu Chỉ cần anh có thể hoàn thành, tiền, không phải là vấn đề. Diệp Oản Oản cười nói. Chuyện này dĩ nhiên là tôi tin tưởng Bạch Minh Chủ, với tài lực của không sợ Minh mà nói, giá của nhiệm vụ cấp S, như một đĩa đồ ăn, nam nhân gật đầu một cái sắc mặt có chút do dự chỉ bất quá bạch minh chủ nhiệm vụ này thật sự không dễ làm lắm bạch minh chủ hẳn là cũng biết nhiếp vô ưu mất tích nhiều năm ngay cả nhiếp gia cũng không tìm ra được nói bậy diệp oản oản lườm gã đàn ông này một cái nhiếp vô ưu hiện tại không phải ở ngay nhiếp gia à chuyện này nam nhân lâm vào tiến thoái lưỡng nan nhiếp vô ưu tại nhiếp gia căn bản không phải là người thật trước đó bọn họ nhận nhiệm vụ của nhiếp gia do tâm phúc của nhiếp linh lung dẫn đội đi hoa quốc đánh chết nhiếp vô yêu chân chính chỉ bất quá sau đó nhiếp vô yêu lại được một người đàn ông tóc trắng cứu bây giờ vị nhiếp vô yêu tại nhiếp gia kia khẳng định không phải là thật nghĩ cũng không cần nghĩ vậy bạch minh chủ là muốn giết nhiếp vô yêu tại nhiếp gia hay là nhiếp vô yêu đang mất tích nam nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi có ý gì diệp oản oản lạnh giọng truy vấn bạch minh chủ những thứ khác tôi không tiện nói trước tiên tôi xin hỏi ngài ngài và nhiếp vô ưu kết thù từ lúc nào nam nhân hỏi nhiều năm trước diệp oản oản sau khi trầm tư một lát chém gió bừa nhiều năm trước vậy thì chính là nhiếp vô ưu thật rồi nam nhân âm thầm nghĩ trong lòng không sợ minh chủ bảo hắn giết nhiếp vô ưu thật nếu như chính mình đi giết kẻ giả mạo vậy khẳng định là không được huống chi nhiếp gia là nơi nào muốn đi nhiếp gia giết người căn bản là không có khả năng, hay nói cách khác là trừ phi muốn chết. Chương 1600, nàng mới thật sự là Nhiếp Vô Ưu. Bạch Minh Chủ, thật không dám giấu giếm, tôi hoài nghi cái vị Nhiếp Vô Ưu ở Nhiếp ra đó là giả. Nam nhân cao mày nói, thật ra thì, Nhiếp Vô Ưu chân chính đang ở tại Hoa Quốc. Không chỉ là Bạch Minh Chủ, trước còn có người thuê khác, cũng thuê chúng tôi đuổi giết Nhiếp Vô Ưu. Người thuê khác là ai vậy? Kẻ thù của Nhiếp Vô Ưu thật nhiều diệp oản oản tỏ vẻ thờ ơ vô tình nói chuyện này bạch minh chủ quả thực xin lỗi lính đánh thuê chúng tôi quả thực là không thể tiết lộ thông tin của người thuê mình cho nên không thể trả lời nếu không hôm nay tôi có thể bán đứng người thuê khác ngày mai tôi cũng có thể bán đứng bạch minh chủ ngài tôi tin bạch minh chủ có thể lý giải được nam nhân nói thật ra thì không cần hắn ta nhiều lời diệp oản oản cũng có thể đoán ra được đại khái ừ tôi hiểu rồi Vậy sau đó thì sao?" Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. "Cái vị Nhiếp Vô Ưu ở Hoa Quốc đó, hình như là đã mất đi ký ức. Nhưng dù vậy, nhiệm vụ ở Hoa Quốc, chúng tôi cũng chưa thành công. Nhiếp Vô Ưu bị người khác cứu đi. Làm sao anh biết người các anh truy sát chính là Nhiếp Vô Ưu?" Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. "Nếu như thật sự là đám người Nhiếp Linh Lung sai phái, chẳng lẽ Nhiếp Linh Lung sẽ ngốc đến mức nói cho lính đánh thuê rằng đi Hoa Quốc đuổi giết Nhiếp Vô Ưu?" cô ta không sợ chuyện này bị bại lộ sao nếu như chính diệp oản oản là nhiếp linh lung cũng sẽ không nói ra thân phận của mục tiêu vâng người thuê cũng không hề nói là đi giết nhiếp vô yêu nhưng mà người thuê để cho tùy tùng của mình đi cùng với chúng tôi khi đó người tùy tùng kia sau khi nhìn thấy mục tiêu bật thốt lên nói một câu nhiếp vô yêu tôi và hắn ta đứng tương đối gần nhau cho nên chỉ có tôi nghe thấy nam nhân thấp giọng nói Diệp Oản Oản gật đầu một cái, dáng vẻ của người này không giống đang nói dối. Kết quả như thế nào? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Kết quả chính là nhiếp vội yêu được người khác cứu đi, nam nhân thành thật trả lời. Ồ, tại Hoa Quốc còn có người nào mà ngay cả các anh đều không thể làm gì, quá hư cấu rồi. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Một lời khó nói hết, gã đàn ông kia có một mái tóc dài màu trắng bạc, thân thủ khủng bố. Hơn nữa, hắn ta còn có súng. hắn ta vừa dứt tiếng, thân xác diệp oản oản nhất thời biến đổi. một gã đàn ông, tóc màu trắng bạc, sử dụng súng ống. đây chẳng phải là trong phút chốc, trong đầu của diệp oản oản hiện ra tình cảnh của buổi tối nào đó. thời điểm mình ở hoa quốc, chính mình đang lái xe, đụng vào một người đàn ông có mái tóc dài màu trắng bạc. đầu xe lõm xuống, người đàn ông kia lại không bị một chút tổn hao nào. sau đó chính mình gặp phải nhóm người bí ẩn kia truy sát, cũng nhờ có anh ta móc súng ra, đánh lui nhóm sát thủ thần bí kia. Nhưng mà, người đàn ông trước mắt từng tham dự buổi truy sát đêm đó lại nói, mục tiêu bọn họ đánh giết, chính là nhiếp vô ưu Vào giờ phút này, trong lòng Diệp oản oản như có một cơn sóng thần trào dâng. Dựa nào những phân tích từ trong lời nói của người đàn ông này, nàng chính là nhiếp vô ưu Diệp oản oản vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Nàng và Nhiếp Vô Ưu rốt cuộc có quan hệ gì? Chỉ bất quá, nếu như mình thật sự là Nhiếp Vô Ưu mà nói, vậy hết thảy liền có thể giải thích được rồi. Nếu như nàng là Nhiếp Vô Ưu, thời điểm tại Hoa Quốc, nhóm sát thủ thần bí đuổi giết nàng cũng là hợp tình hợp lý. Nhóm sát thủ kia và Nhiếp Linh Lung có liên quan với nhau. Sau khi Nhiếp Linh Lung biết được thân phận và tung tích của mình xong, lại sai lính đánh thuê đi Hoa Quốc. Nhưng Diệp Oản Oản vẫn còn có chút không cách nào hiểu được. Nhiếp Linh Lung tại sao lại biết được thân phận của mình, hơn nữa còn biết tung tích của mình. Được rồi, tôi hiểu rồi, chờ tôi trước tiên điều tra rõ lại nói." Diệp Oản oản tận lực ổn định lại dòng suy nghĩ của mình, nhìn về phía nam nhân, lãnh đạm mở miệng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1600.